Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 158. Chương 1571, nhắc nhở và giao dịch. Tố nữ, trong mắt Tần Tang lóe lên một tia kinh ngạc. Trong Huyền Băng Nguyên hắn đã cứu tố nữ một lần, nên quen thuộc thanh âm của nàng. Thổ linh này đúng là khôi lỗi bị tố nữ khống chế. Đạo hữu là ai? Tần Tang nhắm hai mắt lại, cũng không lộ ý. Thổ linh khác tấn công mạnh tới, Tần Tang vung tay lên, ô mộc kiếm phân ra mấy đạo kiếm mang, chém giết cùng đại quân thổ linh. Thổ linh bị tố nữ khống chế cũng giả vờ giả vịt công kích Tần Tang. Trả Vi ngay bên cạnh Tần Tang cũng nhìn ra thổ linh này dị thường, âm thầm kinh ngạc, dò xét thổ linh. Sau đó lại nhìn về phía Tần Tang, không biết hắn đang trao đổi với người nào. Đạo hữu trước đây không lâu mới cứu thiếp thân một mạng, nhanh như vậy đã không nhận ra ta sao? Trên mặt thổ linh hiện ra một khuôn mặt xinh xắn, lóe lên một cái rồi biến mất, chính là tố nữ. Đạo hữu nhận lầm người rồi, Tần Tang không thừa nhận. Lúc hắn xuất thủ cứu tố nữ, mang theo mặt nạ ngụy trang thân phận, mà lại thôi động thiên yêu biến, bề ngoài khí tức khác bây giờ rất lớn. Tố nữ vậy mà khám phá ra mình ngụy trang, điều này khiến Tần Tang không ngờ tới. Đạo hữu không cần phủ nhận, thiếp thân có công pháp đặc thù, cảm giác phi thường nhạy cảm. Bên ngoài mê hồn quật ta đã phát hiện khí tức đạo hữu giống với ân nhân cứu mạng của ta, là cùng một người, chỉ là không có cơ hội tiếp xúc với đạo hữu. Tố nữ cấp tốc giải thích rõ nguyên nhân. Tần Tang thở dài, công pháp ám đạo cổ ma quả nhiên tà môn, hắn ngụy trang như vậy cũng bị nhìn thấu. Trầm mặc một lát, Tần Tang dứt khoát không phủ nhận nữa. Đạo hữu phụ thân thổ linh tới tìm ta, không biết cần làm chuyện gì. Thời gian thiếp thân duy trì phân thần có hạn, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Tố nữ nói nhanh chóng, mang theo một tia vội vàng. Đạo hữu có ân cứu mạng, thiếp thân suốt đời khó quên. Thiếp thân muốn nói cho đạo hữu, nơi đây sẽ có đại họa, đạo hữu tuyệt đối không nên tham dự tranh đoạt địch hồn dịch. Nghe thiếp thân khuyên, mau mau rời mật quật. Tần Tang khẽ giật mình, trong lòng hồ nghi. Hắn xuất thủ là do Bạch nhắc nhở, không phải hoàn toàn là vì cứu người, cũng không yêu cầu xa vời tố nữ có ơn tất báo. Không biết đạo hữu nói là đại họa gì, chỉ dựa vào một câu đạo hữu ăn không răng trắng, lại muốn tại hạ bỏ qua chí bảo trước mắt, có phải là trò đùa không? Đông Cực Minh các ngươi nếu như muốn dùng loại thủ đoạn này dọn sạch chướng ngại, không ngại đi tìm Huyết Bức và Tiêu Vân đạo trưởng, tại hạ thế đơn lực bạc cũng không tạo được uy hiếp với các ngươi. Tố nữ gấp giọng nói, thiếp thân tận mắt nhìn thấy rõ thực lực đạo hữu, nhưng lần này địch hồn dịch xác thực tranh không được. Đạo hữu có chú ý đến người đeo mặt nạ xen lẫn trong chúng ta hay không? Người có biết thân phận hắn không? Hắn là Đông Cực Minh Diệp Tôn giả, tổ sư Nguyên Anh. Người nói cái gì? Tin tức tố nữ có thể nói là long trời lở đất. Trong lòng Tần Tang đột nhiên nhảy một cái, cả người căng thẳng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ trung tâm phong ấn của mật quật. Không chỉ tu sĩ phụ cận lồng sáng, mà tu sĩ phía xa cũng đang thúc giục pháp bảo hoặc là đạo thuật công kích phong ấn. Lồng sáng phong ấn cũng rung động theo. Một người trong đó chính là người đeo mặt nạ mà tố nữ nói, Diệp Tôn giả. Đây là thí luyện cảnh của kết đan kỳ, tổ sư Nguyên Anh làm sao có thể xuất hiện ở đây? Từ xưa đến nay chưa bao giờ có tiền lệ này, đơn giản quá hoang đường. Tần Tang cười lạnh, không tin chuyện ma quỷ của tố nữ. Trước khi tiến vào thất sát điện, đạo hữu có thấy người này bên cạnh thiếp thân không? Tố nữ hỏi lại, thở dài đáp, đổi thành thiếp thân cũng sẽ coi là đạo hữu đang hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng đây đúng là thiếp thân tận mắt nhìn thấy. Trước đây không lâu trong thí luyện cảnh xuất hiện thiên tượng, là do hắn lén qua tạo thành đấy. Tố nữ kể lại chân tướng, chi tiết kỹ càng, đã trải qua cân nhắc. Tần Tang cẩn thận nhớ lại, hắn còn nhớ rõ tình cảnh quảng trường lúc trước. Bên cạnh tố nữ xác thực không có người này, gã chẳng lẽ là Diệp Tôn giả? Vừa rồi thấy thiên tượng, Tần Tang đã có chút kinh nghi bất định. Diệp Tôn giả lén qua đây là vì tranh đoạt địch hồn dịch, Tần Tang vẫn không dám tin tưởng.
Tố Nữ công bố, Diệp Tôn giả lén qua bỏ ra đại giới cực lớn, chỉ là mấy bình địch hồn dịch, căn bản không đáng để Đông Cực Minh Đại động can qua như vậy. Hắn có mục đích khác, lấy đi địch hồn dịch chỉ là tiện tay làm mà thôi. Tố Nữ nhẹ nhàng thở dài, trước khi Diệp Tôn giả xuất thủ, thiếp thân xác thực không có cách nào chứng minh. Chờ phong ấn bị phá, đạo hữu sẽ biết thiếp thân có đáng tín nhiệm hay không. Thiếp thân nói như thế, đạo hữu tin hay không, thiếp thân cũng không thể chi phối, chỉ nguyện đạo hữu cuối cùng không trách cứ thiếp thân. Tố Nữ nói lời này tình chân ý thiết, khiến Tần Tang có chút đắn đo bất định. Nhưng chỉ bằng mấy câu, muốn hắn từ bỏ địch hồn dịch, bỏ lỡ cơ duyên kết anh, hắn cam tâm sao? Ngay lúc Tần Tang chần chừ, Tố Nữ trầm ngâm nói, nếu như đạo hữu không muốn từ bỏ địch hồn dịch, cũng không cần nhất định phải mạo hiểm, thiếp thân có thể giao dịch cùng đạo hữu. Tần Tang sáng mắt lên, xin lắng tai nghe. Diệp Tôn giả đã hứa hẹn, cuối cùng sẽ phân cho thiếp thân một bình, thiếp thân nguyện ý tặng nó cho đạo hữu. Tố Nữ kiên quyết nói, dường như không thèm để ý địch hồn dịch chút nào. Tần Tang ý động, nhưng chỉ tin hai thành, ngươi chẳng lẽ không biết giá trị địch hồn dịch? Trên thân tại hạ, chỉ sợ không có bảo vật có thể so với địch hồn dịch. Đương nhiên biết, có, thể phụ trợ kết anh thôi. Nhưng thiếp thân nếu như ngay cả tính mệnh cũng bị mất, kết anh bất quá là trăng trong nước, cầm lấy địch hồn dịch thì có ích lợi gì? Tố Nữ đau khổ nói, điều này khiến Tần Tang có chút hiếu kỳ. Lời nói Tố Nữ tựa hồ không phải làm bộ làm tịch. Ta không rõ ý của đạo hữu, lấy địa vị ngươi tại Đông Cực Minh, ai có thể lấy đi tính mạng của ngươi? Nếu như ta nói, người muốn tính mệnh thiếp thân chính là Đông Cực Minh. Trong hốc mắt trống rỗng thổ linh lấp lóe dị mang, Tần Tang nhíu mày. Người khác không biết, nhưng hắn rõ ràng, tiên cô lúc trước không tiếc bỏ hơn phân nửa thân ra, cứu Tố Nữ từ yêu đảo trở về. Về sau, Tố Nữ chỉ dùng mấy chục năm từ trúc cơ kỳ tăng lên kết đan hậu kỳ, Đông Cực Minh khẳng định dùng đại lượng tài nguyên trên người nàng. Nuôi lại giết, mà đệ tử thiên phú cao như vậy, tội gì quá thay. Tố Nữ không chú ý tới biểu lộ của Tần Tang, tiếp tục nói, ngoại nhân khẳng định không tin thiếp thân đã trải qua cái gì. Năm đó, thiếp thân vẫn là thiếu nữ mới lớn, may mắn tiếp xúc tiền duyên, được một vị tiền bối nhìn trúng. Thu làm đệ tử, quen biết rất nhiều đồng môn, coi là từ đây có thể bước vào tiên đồ, đạt được một phen thành tựu. Không ngờ rằng, người kia lòng dạ rắn rết, xem sư tỷ muội chúng ta như tế phẩm, mượn nhờ chân ma khí bày ra ma trận. Muốn trong chúng ta luyện chế ra ngũ âm diệu thể, cuối cùng chỉ có một mình thiếp thân sống sót. Mà ả tưởng là thiếp thân bị ma trận tái tạo sẽ mất trí nhớ, còn làm bộ làm tịch, cuối cùng hiến ta cho Đông Cực Minh chủ. Tố Nữ nói ra một đoạn chuyện cũ nghe rợn cả người. Tần Tang sợ hãi cả kinh. Tiền bối trong miệng nàng chính là tiên cô. Tần Tang tuyệt đối không ngờ rằng tiền bối nhìn như đức cao vọng trọng, phía sau lại gây tội ác làm người nghe kinh sợ như thế. Hắn rốt cuộc minh bạch, khó trách lúc trước cử chỉ Tố Nữ quái dị như vậy, là nàng muốn thoát khỏi ma trảo của tiên cô. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1572, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nàng cho là mình và Việt Tiên Cô là cùng một bọn, cho nên không dám cầu cứu mình. Trách không được mình cảm thấy quan hệ giữa Tố Nữ và Việt Tiên Cô có chút kỳ quái. Tần Tang nhớ lại một màn lúc trước rời yêu đảo, tao ngộ tu sĩ Tây U Minh. Tây U Minh nhìn thấy Tố Nữ có thể ngự sử chân ma khí, lập tức muốn động thủ cướp người. Đạo hữu biết lai lịch thiếp thân, hẳn là có thể hiểu thiếp thân tại sao đề phòng Đông Cực Minh như vậy. Thiếp thân tựa như là vật phẩm dùng luyện chế gì đó. Mặt khác, ta tu luyện công pháp cũng không phải công pháp bình thường, đang dần cải biến ta, khiến cho ta cảm thấy kinh dị, ngày đêm bất an. Tiến vào thất sát điện, loại bất an này càng thêm mãnh liệt, thậm chí khiến ta run rẩy. Tố Nữ rốt cuộc gặp được người có thể thổ lộ ra hết, không che giấu tâm tình của mình. Thông qua những lời của Tố Nữ, Tần Tang sâu chuỗi rất nhiều mảnh vỡ. Ngũ âm diệu thể, chân ma khí,
Chân Ma Công, Cổ Ma, Tây U Minh, Đông Cực Minh, rốt cuộc trong đó ẩn giấu bí mật gì? Tần Tang có loại dự cảm, mình tựa hồ chạm tới một loại bí ẩn kinh người nào đó. Nếu đổi chỗ, tại hạ cũng sẽ rất đề phòng Đông Cực Minh. Tần Tang cảm khái một câu, bất quá hắn cũng không tin hoàn toàn. Tu tiên giới đều là lão quái vật sống mấy chục trên trăm năm, diễn kỹ tốt nhiều vô số kể. Bất quá, Tần Tang không nghĩ ra được lý do tố nữ biên cố sự như thế để lừa gạt mình. Đạo hữu cho rằng, Diệp Tôn giả lén đến đây là có quan hệ với ngươi. Vì cứu mình, không tiếc bỏ qua địch hồn dịch, nhưng ta phải làm gì? Đối mặt Diệp Tôn giả, chỉ sợ tại hạ cũng rất khó làm được chuyện gì. Tần Tang liên tục truy vấn, nếu để cho hắn cứu người từ tổ sư Nguyên Anh, vậy căn bản không cần cân nhắc. Thiếp thân mỗi giờ mỗi khắc nghĩ cách tự cứu mình, thoát ly Đông Cực Minh, vì thế không tiếc hết thảy. Ngữ khí tố nữ kiên quyết, sau đó lại nhụt chí, sầu thảm nói, bọn hắn gieo trên người ta ấn ký, không phải là sợ ta đào thoát sao? Nếu không có Diệp Tôn giả, ta còn có mấy phần khả năng tự cứu. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở ngoại lực. Đạo hữu nếu như đáp ứng, vậy hãy nhận quỷ ấn này. Chờ đi ra khỏi mê hồn quật, không nên rời thí luyện cảnh gấp, mượn quỷ ấn chỉ dẫn, đi theo sau lưng thiếp thân. Nếu như thiếp thân gặp chuyện, ở nơi xa toàn lực thôi động quỷ ấn lực, đạo hữu không cần phải lo lắng, sẽ không liên lụy đến ngươi. Nếu không có biến cố, đạo hữu tự rời đi là được. Nếu như thiếp thân còn có thể sống sót, sẽ hai tay dâng địch hồn dịch cho đạo hữu. Đơn giản như vậy, Tần Tang ngạc nhiên, nhìn thấy khe tay thổ linh kẹp lấy một tiểu ấn quỷ đầu. Quỷ ấn nhỏ nhắn, quỷ đầu như ác quỷ bị phong ấn ở bên trong, chỉ nhìn từ bên ngoài không biết tác dụng của quỷ ấn. Thiếp thân cũng không biết có tác dụng lớn bao nhiêu, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tố nữ cười khổ, Tần Tang nhíu mày không nói. Kỳ thật, trong lòng của hắn đã tin tố nữ 7-8 phần. Nhiều người tranh đoạt địch hồn dịch như vậy, tố nữ không cần thiết vì lừa gạt mình mà biên nhiều cố sự như thế. Người đeo mặt nạ có phải Diệp Tôn giả hay không? Tố nữ có nói láo hay không? Về sau có thể nghiệm chứng. Nhưng hắn không lập tức đáp ứng tố nữ. Trong lòng của hắn có tính toán khác. Giao dịch với tố nữ, muốn đạt được địch hồn dịch là mình phải cứu tố nữ ra trước. Quấn chặt như thế, ở giữa rất dễ xảy ra biến số. Mà mình sau khi rời thí luyện cảnh sẽ đi tìm truyền tống trận cổ, không có thời gian dây dưa với nàng. Cân nhắc, hắn càng muốn vạn vô nhất thất hơn. Ta có thể giao dịch với đạo hữu, bất quá điều kiện giao dịch có thể đổi lại. Ánh mắt Tần Tang lấp lóe. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đạo hữu nói đều là thật, không lừa gạt tại hạ. Lừa gạt đạo hữu không có chỗ tốt với thiếp thân, huống chi đạo hữu là ân nhân cứu mạng của ta. Tố nữ cơ hồ muốn lập thể, ngữ khí cấp bách, phân thần ta sắp tiêu tán. Đạo hữu muốn điều kiện gì, không nên thừa nước đục thả câu, chỉ cần thiếp thân có thể làm được. Ta muốn ngươi giúp ta, ở chỗ này tranh đoạt địch hồn dịch. Bất luận được hay không, ta đều có thể giúp ngươi. Tần Tang trầm giọng nói. Cái gì, ngươi muốn tranh đoạt địch hồn dịch với Diệp Tôn giả? Tố nữ kinh hô. Không sai, nếu như ngươi nói không giả, Diệp Tôn giả chỉ có thể ngắn ngủi giải phóng tu vi, mà trên người có tổn thương, cũng không cần quá e ngại. Tại hạ có một thủ đoạn, có thể uy hiếp được Nguyên Anh, chưa hẳn không thể thành công. Cơ duyên chính là tranh đoạt. Tần Tang tự cao có các thủ đoạn như dịch lôi thuật và ma phiên, độn thuật cực dài, chưa hẳn không thể làm hoàng tước. Diệp Tôn giả khẳng định không ngờ có người ngay cả địch hồn dịch cũng có thể từ bỏ, vậy hẳn là thật. Bất quá, có thể uy hiếp được Nguyên Anh, không có nghĩa là Diệp Tôn giả thật sợ ngươi. Ta rất hiểu Diệp Tôn giả, tu sĩ Nguyên Anh cao thâm mặt chắc, ai mà biết, hắn còn có thủ đoạn khác hay không. Tố nữ không chút do dự cự tuyệt, Diệp Tôn giả tự phong tu vi, vẫn là tổ sư Nguyên Anh, các phương diện khác vượt xa chúng ta. Đạo hữu tuyệt đối không nên tự cao tự đại, ta sẽ không cùng một chỗ mạo hiểm với ngươi. Tần Tang khẽ mỉm cười nói, tại hạ tự nhiên phải bảo đảm vạn vô nhất thất mới có thể động thủ, mà sẽ không để cho đạo hữu bại lộ. Các ngươi không phải muốn thao túng trận pháp,
tiếp ứng Diệp Tôn giả sao? Chỉ cần đạo hữu có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn một lát là đủ. Cái này, Tô nữ do dự nói, ta có thể thử một lần. Tần Tang gật gật đầu, đưa tay nắm lấy quỷ ấn, lập xuống lời thề, đạo hữu yên tâm, tại hạ càng tiếc mệnh hơn so với người khác, sẽ không lỗ mãng. Cho dù cướp đoạt địch hồn dịch thất bại, giao dịch giữa chúng ta vẫn tiếp tục. Hy vọng đạo hữu hết lòng tuân thủ lời hứa. Hốc mắt Thổ Linh nhìn chăm chăm Tần Tang, sau đó cấp tốc mất đi thần thái, ngã nhào trên đất, bắt đầu hòa tan. Giữa bọn hắn trao đổi nói thì rườm rà, kỳ thật cũng không dùng nhiều thời gian. Chả vì muốn nói lại thôi, nàng không biết Tần Tang tiếp xúc với người nào, nói chuyện gì. Hiện tại càng dựa vào Tần Tang, nên không dám tùy tiện mở miệng. Tần Tang nắm chặt quỷ ấn, cảm thấy bàn tay lạnh buốt. Hắn nhìn chăm chăm địch hồn dịch và phong ấn, hít sâu một hơi, não hải nhanh chóng chuyển động, làm rõ các loại manh mối. Bất luận Tố nữ là thật hay giả, không thể không phòng. Phát giác được ánh mắt Trà Vi, Tần Tang truyền âm qua, có một tin tốt, cùng một tin xấu. Trà Vi sững sờ, tiếp đó lắng nghe. Tin tức tốt là, trong những đối thủ kia sẽ có người giúp chúng ta tranh đoạt. Tin tức xấu là, người bình định chướng ngại kia có thể là một vị tổ sư Nguyên Anh. Hai mắt Trà Vi mở trừng trừng, khó mà tin. Đạo hữu đừng hỏi tin tức này là ai truyền đến, cũng đừng hỏi thật giả. Bất luận thế nào, chúng ta không thể không chuẩn bị sớm, nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể đoạt được địch hồn dịch. Tần Tang nói, tranh bảo với Nguyên Anh. Trà Vi giống như đang nhìn một người điên, cơ hồ muốn quay đầu bước đi. Ta còn không điên cuồng đến mức đối nghịch với tổ sư. Nguyên Anh, bất quá đạo hữu không nên quên nơi này là thí luyện cảnh, rất hạn chế với tổ sư Nguyên Anh. Tần Tang hơi dừng lại, sau đó nói, đạo hữu nếu dám lưu lại, vậy cứ theo đề nghị trước đó của ta, ngươi cũng sẽ không quá mạo hiểm. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1573, đường lui. Chưa lo thắng, trước lo bại. Đối mặt tổ sư Nguyên Anh, không được nửa điểm khinh thường. Tần Tang cân nhắc đầu tiên chính là vạn nhất đoạt bảo thất bại, chọc giận Diệp Tôn giả, mình làm sao mới có thể bình yên rút lui, miễn bị truy sát. Sinh phủ trong tay Trà Vi là đường lui an toàn nhất. Nhưng sinh phủ cũng chưa chắc có thể bảo vệ bọn hắn chu toàn, còn phải suy nghĩ tỉ mỉ, làm sao mới có thể dùng nó tốt nhất. Ý đạo hữu là... Trà Vi chần chừ không quyết, nàng cũng không tin hoàn toàn Tần Tang. Tổ sư Nguyên Anh có thể phá vỡ tiền cấm đi qua thí luyện cảnh, quá thiên phương dạ đàm, trước nay chưa từng có. Nhưng Tần Tang biểu hiện cẩn thận, khiến nàng không thể không cân nhắc chuyện này. Bên trong mật quật, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, không thiếu đỉnh tiêm cao thủ như Huyết Bức, Tiêu Vân đạo trưởng, mỗi người đều uy hiếp rất lớn. Tần Tang tự gạt mình cũng không có chỗ tốt, ngược lại tương đương với tự đoạn một tay. Tần Tang quay người nhìn cửa hang chỗ biên giới mật quật, Diệp Tôn giả một khi xuất thủ, những người khác sẽ bị chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, đối thủ của chúng ta sẽ chỉ có mình hắn, chỉ cần có thể thoát khỏi Diệp Tôn giả, chúng ta sẽ an toàn. Đạo hữu mang theo sinh phù canh giữ ở chỗ bí mật, chờ ta đắc thủ trở về, lập tức kích hoạt sinh phù. Trà Vi trầm mặc không nói. Trong nội tâm nàng minh bạch, làm như vậy, trực diện chọc giận Nguyên Anh, phong hiểm lớn nhất sẽ có Tần Tang gánh chịu. Mình chỉ cần ở hậu phương quan sát, thấy tình thế không ổn, tùy tiện có thể rút đi, nguy hiểm xác thực không lớn. Nếu vậy, nàng cách địch hồn dịch càng quá xa, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thực lực Tần Tang, ký thác tất cả hy vọng lên người hắn. Trà Vi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hai mắt Tần Tang. Đến lúc đó, lỡ đạo hữu chỉ lo cho mình, cầm tới một bình địch hồn dịch rồi thu tay lại. Đã lựa chọn đắc tội Diệp Tôn giả, một bình hay là hai bình thì khác gì nhau. Sinh phù nắm trong tay đạo hữu, ta đương nhiên phải đoạt một bình cho đạo hữu. Nếu không đạo hữu dưới cơn thịnh nộ xé bỏ hứa hẹn, không có đường lui, Tần mỗ chẳng lẽ không phải khóc không ra nước mắt sao? Đạo hữu nếu không yên lòng,
Tần Mỗ có thể dụng tâm ma lập thể. Địch Hồn Dịch là hắn và Trả Vi cộng đồng lợi ích, cũng là nguyên nhân khiến Tần Tang tin tưởng Trả Vi. Đối mặt cường địch, bọn hắn chỉ có thể cẩn thận buộc chung một chỗ. Tốt, chỉ mong đạo hữu hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trả Vi biết rõ tình hình khó khăn, tăng nhiều thịt ít, nàng vốn hy vọng xa vời. Được Tần Tang hứa hẹn, nàng điểm dưới chân, rút khỏi mật quật, Tần Tang cũng đi theo ra. Chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Trả Vi, Tần Tang nói, Diệp Tôn giả khẳng định biết rõ tác dụng của sinh phù, không thể ở trước mắt hắn vận dụng sinh phù. Nếu hắn canh giữ bất động tại chỗ, chúng ta chắp cánh cũng khó thoát, còn cần một phen bố trí che giấu tai mắt người. Trên vách đá bốn phía mật quật, cửa hang lít nha lít nhít, bọn hắn tìm kiếm một phen, tìm được một cửa hang đường kính phức tạp nhất, bên trong phân ra mấy đường hành lang. Tần Tang cố tình bày nghi trận, vỗ túi thi khôi, mấy cỗ sát thi từ đó nhảy ra ngoài, chia ra tiến vào các đường hành lang, dưới lệnh Tần Tang ẩn núp bất động. Tiếp đó, hắn hất tay áo lên, ma phiên xoay quanh bay ra, chừng 9 cây. Hơn 10 năm qua, Tần Tang một mực thử trưởng khống 9 cây ma phiên đại trận, cũng đã có hiệu quả. Trả Vi nhìn ma phiên, trong lòng kinh ngạc, nàng mơ hồ cảm giác được những cờ đen nhìn như không đáng chú ý này không đơn giản. Nàng đi theo cạnh tổ sư, kiến thức không phải tu sĩ cùng giai có thể so sánh, trong lúc nhất thời càng nhìn không thấu nội tình cờ đen. Nhìn như trận kỳ, lại giống pháp bảo, rất cổ quái. Trong lòng Trả Vi biết bảo vật này nhất định là bí mật của Tần Tang, đè xuống lòng hiếu kỳ, không hỏi nhiều. Vù vù, 9 cây ma phiên nhanh chóng chớp động, trong chớp mắt bố trí trước mặt Tần Tang một trận thế phức tạp. Ở mặt ngoài ma phiên phẳng phất có hắc sắc ma diễm vô cùng sống động. Tần Tang dò xét ma phiên đại trận, cảm thụ uy lực của nó, tiếp đó bàn tay lăng không ấn xuống dưới. Phốc phốc phốc, 9 cây ma phiên chìm vào mặt đất, không thấy dấu vết. Tần Tang gật đầu nhẹ với Trả Vi, quay người trở về mật quật. Trả Vi mơ hồ đoán ra dụng ý bố trí của Tần Tang lần này, nhìn thấy thân ảnh Tần Tang biến mất trong đại quân thổ linh, nghĩ nghĩ lấy từ túi giới tử ra một đám khôi lỗi. Mệnh lệnh bọn chúng tiến vào chỗ sâu đường hành lang, mình thì cầm sinh phù, gắt gao nhìn chằm chằm lồng sáng phong ấn ở trung tâm mật quật. Bàn tay nàng nắm chặt, tâm thần căng cứng, trở lại mật quật. Tần Tang ngự kiếm xông vào đại quân thổ linh, nhanh chóng tiến tới trước. Chúng tu sĩ đang vây công lồng sáng phong ấn, Địch Hồn Dịch Hoa rơi vào nhà nào, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Trên đường, Bạch từ túi thi khôi đi ra, trao đổi vài câu xong, cùng Tần Tang tách ra. Thế cục mật quật dị thường hỗn loạn, không ai chú ý tới thân phận luyện thi của Bạch. Một kiếm chém bay thổ linh, thoát khỏi vòng vây. Tiếp đó càng nhiều thổ linh vây kín lên, càng đến gần lồng sáng phong ấn, thực lực thổ linh càng mạnh. Tần Tang, một người một kiếm, khoảng cách lồng sáng càng ngày càng gần, miễn cưỡng thấy rõ toàn cảnh trong lồng sáng. Trung tâm lồng sáng đứng sừng sững ở đài cao. Mặt ngoài vật này khắc họa hình dáng trang sức kỳ lạ, như là phù văn. Đài cao rất lớn, phía trên chỉ đặt 4 bình Địch Hồn Dịch, lộ ra rất trống trải. Tần Tang cẩn thận quan sát, phát hiện trên đài cao không có cơ quan gì, không biết những Địch Hồn Dịch này làm thế nào xuất hiện ở đây, lại từ nơi nào đến. Phong ấn chưa phá, vẫn chưa tới lúc đại chiến. Bất quá, mỗi tu sĩ đều có mục đích riêng phải đạt được, vị trí mỗi người đứng đều rất có ý đồ, cuồn cuộn sóng ngầm. Không ai biết được, ai đã âm thầm cấu kết với nhau. Nếu không có Diệp Tôn giả, bình thường phát triển tiếp, nhất định sẽ được diễn một vở kịch đặc sắc tín nhiệm và phản bội. Tần Tang quét mắt qua, lướt qua thân Diệp Tôn giả. Diệp Tôn giả cùng bọn huyết bức đang cẩn trọng công kích phong ấn, không hiển sơn không lộ thủy, ai cũng không ngờ lại có tổ sư Nguyên Anh trà trộn vào. Tần Tang cũng không để Thiên Mục Điệp thăm dò Diệp Tôn giả, sợ bị phát giác. Bất quá, Tần Tang chú ý tới cử động của Diệp Tôn giả, xác thực phát hiện một chút chỗ quái dị. Đối mặt đại quân thổ linh, Diệp Tôn giả từ đầu đến cuối cho người ta một loại cảm giác cử trọng nhược khinh, gã mặc dù che giấu, nhưng trong lúc lơ đãng thể hiện ra lực khống chế chân nguyên tinh chuẩn đến cực hạn, khiến lông tơ Tần Tang dựng đứng.
Đằng sau Diệp Tôn giả, bọn người Tố Nữ kết thành chiến trận, dây dưa cùng đại quân Thổ Linh. Ánh mắt Tố Nữ không có vẻ gì hưng phấn, mang theo vẻ lo âu nồng đậm. Nàng không biết Tần Tang nắm chắc được mấy thành. Vạn nhất Tần Tang mệnh tang dưới tay Diệp Tôn giả, mình cũng không còn hy vọng dãy giụa, chỉ có khoanh tay chịu chết. Ba người lão giả râu dài đã bắt đầu truyền âm cho nhau, ra sức tưởng tượng tương lai. Giọng nói nhẹ nhàng, vô cùng tin tưởng Diệp Tôn giả. Nghe bọn họ truyền âm, Tố Nữ miễn cưỡng vui cười, lấp liếm cho qua. Ầm ầm, kiếm khí, đao mang, đạo thuật, pháp bảo, từng đạo công kích liên tiếp không ngừng rơi xuống lồng sáng phong ấn. Lồng sáng rung động không ngừng, quang mang dần dần ảm đạm, trở nên càng thêm mỏng manh. Chúng tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm địch hồn dịch trong phong ấn, vận sức chờ phát động. Tần Tang không lựa chọn tới gần sát phong ấn, ở ngoại vi vừa ngăn cản Thổ Linh, vừa thôi động ô mộc kiếm, đánh từng đạo kiếm khí cùng kiếm quang về phía phong ấn. Tinh thần của hắn đều tập trung trên người Diệp Tôn giả. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1574, máu nhuộm mật quật. Răng rắc, một tiếng vang giòn, âm thanh phi thường nhỏ yếu truyền đến tai chúng tu sĩ, đâu chỉ như tiếng kinh lôi. Bên trên lồng ánh sáng xuất hiện một vết rạn nhỏ bé. Ánh mắt đám người bỗng nhiên nóng bỏng, điên cuồng công kích lồng ánh sáng. Vết nứt càng ngày càng lớn, nhưng lồng ánh sáng phong ấn vẫn còn chắc chắn. Lúc này, ánh mắt Tần Tang đột nhiên híp lại. Hắn nhìn thấy Diệp Tôn giả bỗng nhiên dừng tay, phù văn lưu động bên ngoài thân thể, khí tức biến ảo chập chờn. Đám người Tố Nữ cũng bắt đầu thu hẹp trận hình. Phong ấn chưa phá, Diệp Tôn giả đã muốn xuất thủ. Suy nghĩ này chợt hiện lên trong đầu. Trong lòng Tần Tang căng thẳng, nhét mấy viên linh đan vào miệng, sau đó nhanh chóng kết niệm pháp quyết. Chúng tu sĩ ngo ngoe muốn động. Xung quanh lồng ánh sáng, từng đoàn kỳ quang liên tiếp bộc phát, đám người bắt đầu áp sát phong ấn, vận sức chờ phát động. Ken két, vết nứt trên lồng ánh sáng phong ấn càng ngày càng nhiều. Đột nhiên ầm một tiếng, nổ vang bên tai mọi người. Đám người sợ hãi cả kinh. Ngay sau đó, một đạo đao quang đột ngột từ mặt đất phóng lên. Không trung, đao quang hàng lâm trên không. Đao khí trùng thiên, xé rách hắc vụ, phóng tỏa hào quang trong từng ánh mắt kinh hãi, sau đó phân liệt. Đao quang sáng chói đến cực điểm, bộc phát vô tận đao khí. Toàn thân Tần Tang căng cứng, một đao kia do Diệp Tôn giả xuất thủ. Đao quang vừa xuất, Tần Tang lập tức minh bạch, lời nói của Tố Nữ thật sự không giả. Sau khi đã xác minh, Diệp Tôn giả đã lén qua đây, đến bí cảnh nơi này. Chỉ tổ sư Nguyên Anh mới có thể thi triển công kích đáng sợ như vậy. Cút ngay. Đao mang kinh thiên hiển hiện, một tiếng quát chói tai theo đó vang vọng xung quanh. Thanh âm như kinh lôi nổ vang bên hai tai, chúng tu sĩ quá sợ hãi. Đao mang từ trên không trung giáng xuống, thế như lôi đình. Khoảng cách gần hào quang nhất, mấy tên tu sĩ đứng mũi chịu sào. Huyết Bức và Tiêu Vân đạo trưởng cũng nằm trong số đó, còn có đệ tử chân truyền của các thế lực khác. Trong hàng ngũ tu sĩ kết đan kỳ tại Thương Lãng Hải, bọn họ thuộc tồn tại đứng đầu, tình thế bắt buộc bọn họ phải tranh đoạt địch hồn dịch. Nếu không phải số lượng địch hồn dịch lần này thiếu hụt ngoài dự liệu, không đủ phân, bọn họ cơ hồ xác định mỗi người một bình. Bọn họ đứng vị trí dẫn đầu, ngược lại tạo cho Diệp Tôn giả cơ hội một lưới bắt hết. Bắt giặc trước bắt vua, phế bỏ mấy tên này, những tu sĩ khác như rắn mất đầu, loạn thành năm bè bảy mảng, trong thời gian ngắn không thể vây công, nhờ đó lão có thể thong dong rời đi. Một đao không chút dấu hiệu nào, tâm thần mọi người đã bị địch hồn dịch hấp dẫn, chuyện đột nhiên phát sinh, không ai ngờ tới, một đầu ác long ẩn thân trong đám người. Ngay thời khắc này, đám người Huyết Bức kinh nghi thất sắc, bị đao thế đáng sợ khóa chặt, toàn thân đám người cứng ngắc, không thể nhúc nhích mảy may. Lông tơ của bọn họ dựng đứng, sắc mặt trắng bệch. Những người này hiểu rõ thực lực của nhau, cũng
biết rõ ràng lai lịch của nhau, cho dù thực lực mạnh hơn cũng có hạn độ. Nguyên Anh, có người hàm răng run rẩy, khó khăn nói hai chữ. À, có người kinh sợ giống to, một đao thật sự quá đáng sợ, thừa sức chém giết bọn họ. Huyết Bức nổi giận, biểu lộ dữ tợn, nhưng gã chỉ có thể bất lực đứng đó. Gã nghĩ thế nào cũng không thông, bên trong bí cảnh thí luyện rõ ràng hạn chế tu sĩ Nguyên Anh, vì sao đột nhiên xuất hiện đối thủ mạnh như vậy? Nhưng vô luận đối thủ có phải tổ sư Nguyên Anh hay không, uy lực của đao quang kia sẽ không giả. Tính mệnh bị uy hiếp, ai còn nhớ được địch hồn dịch, Huyết Bức chỉ cầu bảo mệnh. Nhưng đao quang nhanh như thiểm điện, Huyết Bức chỉ kịp điên cuồng quán chú chân nguyên vào trong nội giáp trên người. Ầm, nội giáp còn chưa hoàn toàn được kích phát, chống đỡ một lát đã hóa thành mảnh vỡ. Huyết Bức vẫn không khoanh tay chịu chết, không biết gã thi triển bí thuật nào, thể nội bộc phát huyết khí, hình bóng rơi máu tái hiện, vỗ cánh vọt lên như một màn máu bao khỏa đao quang. Rắc, rơi máu không kịp rên một tiếng, trực tiếp bị một đao chém tan. Thân thể Huyết Bức rung mạnh. À, tiếng kêu thảm thiết của Huyết Bức làm cho mọi người hãi hùng khiếp vía. Máu rơi từ trên không xuống, bên trong tựa hồ trộn lẫn thịt vụn. Thân ảnh Huyết Bức tựa như rẻ rách bay đi, bí thuật cuối cùng thành công, rơi ảnh màu máu đã tranh thủ đủ thời gian. Mặc dù Huyết Bức không chết, nhưng cũng bị trọng thương, hơn nữa tiêu hao hết một thân huyết khí tích lũy nhiều năm qua. Tiêu Vân đạo trưởng cảm nhận được uy lực của đao quang, thần sắc ngưng trọng. Tiêu Vân không lựa chọn cứng đối cứng như Huyết Bức, mà nhanh chóng lấy từ giới tử đại một mộc điêu lớn chừng bàn tay. Mộc điêu phi thường tinh mỹ, tay chân hoàn chỉnh, duy chỉ diện mục trống không, không có ngũ quan. Khi lấy mộc điêu, Tiêu Vân đạo trưởng đồng thời bức một giọt tinh huyết đánh vào mộc điêu. Bên trên diện mục mộc điêu nhúc nhích, ngũ quan xuất hiện, nhìn tựa như Tiêu Vân đạo trưởng. Vèo, đao mang hạ xuống. Tiêu Vân đạo trưởng không phản kháng chút nào, từ đầu đến chân bị chém thành hai khúc. Sau một khắc, một màn kỳ dị xuất hiện. Thi thể của Tiêu Vân đạo trưởng tiêu thất hư không, không gian bên cạnh chấn động chập chờn. Tiêu Vân đạo trưởng trống rỗng xuất hiện, mộc điêu trong tay thình lình xuất hiện một vết thương như vậy. Tiêu Vân nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng khí tức yếu ớt, khuôn mặt như giấy vàng, tái nhợt không máu. Hiển nhiên khi sử dụng mộc điêu phải trả đại giới không nhẹ, tình huống không tốt hơn Huyết Bức bao nhiêu. Mấy người khác càng thê thảm hơn Huyết Bức và Tiêu Vân, tứ chi bị chém đoạn bay tứ tung, vết thương đáng sợ, tính mệnh hấp hối. Một đao của Diệp Tôn giả đã phế bỏ đám người Huyết Bức, máu nhuộm mật quật. Mưu tính đã lâu, đám người Huyết Bức lại không phòng bị chút nào. Hơn nữa thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, kết cục có thể tưởng tượng được. Tu sĩ ngoại vi nhìn thấy một màn này, trong lúc hoảng sợ, tranh nhau lui lại. Nể tình sư môn của các ngươi, lão phu lưu các ngươi một mạng nhỏ. Ai dám tiến lên thì đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Diệp Tôn giả hừ lạnh một tiếng, ấn quyết biến đổi, đao quang còn sót bỗng nhiên hợp lại, hung hăng chạm lên trên lồng ánh sáng phong ấn. Ầm! Lồng ánh sáng vốn đã đầy vết dạn, nay ứng thanh nổ tung, phong ấn bị phá. Địch hồn dịch trước mắt, nhưng hạ tràng của đám người Huyết Bức còn sờ sờ đó, không người dám động. Trước mắt bao người, Diệp Tôn giả ngưng tụ một đại thủ hư ảo, chộp tới đài cao. Chỉ nghe đình đương vài tiếng, bốn bình địch hồn dịch bị đại thủ bắt lấy, bay đến Diệp Tôn giả. Nhìn thấy những tu sĩ này quả nhiên bị mình chấn nhiếp, địch hồn dịch sắp tới tay, khuôn mặt Diệp Tôn giả tươi cười, không ngờ đột nhiên cứng đờ. Ầm ầm, lòng đất mật quật, đột nhiên vang lên tiếng phích lịch kinh thiên, sáng như ban ngày. Một cỗ khí tức cuồng bạo đến cực điểm giáng lâm. Diệp Tôn giả đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đại biến. Cách đó không xa, thần sắc Tần Tang bình tĩnh, hai tay bấm lôi quyết, không chút do dự thi triển dịch lôi thuật, công kích Diệp Tôn giả. Một đao kia khiến Tần Tang kinh hãi không thôi. Giữa kết đan và Nguyên Anh, quả nhiên có khoảng cách thật sâu. Nếu không phải tu vi Diệp Tôn giả bị hạn chế, hắn cũng không dám vuốt râu hùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tôn giả lấy địch hồn dịch đi, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế giao dịch với Tố Nữ.
Thời điểm Diệp Tôn giả xuất thủ, Tần Tang một mực quan sát lão, không buông tha một tơ một hào nào. Quả nhiên phát hiện, Diệp Tôn giả đúng như Tố Nữ đã nói, sau khi giải phóng tu vi lão chỉ đủ năng lực đánh một kích này. Khi lão chém một đao kia, hư không liền xuất hiện ba động khó hiểu, bị bí cảnh thí luyện áp chế, khí tức đại giảm. Chỉ bất quá, những tu sĩ khác đã bị đao quang lăng lệ dọa sợ. Hơn nữa Diệp Tôn giả cẩn thận che giấu, trong lúc nhất thời khó mà nhìn thấu. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1575, Đoạt Bảo. Thiên lôi giáng lâm, hào quang lôi chói mắt, thần lôi chỉ ngay Diệp Tôn giả. Diệp Tôn giả bất ngờ không kịp đề phòng, sau khi chém một đao, chấn nhiếp toàn trường, vậy mà còn có người dám đánh lén lão, chuyện này thật sự không ngờ tới. Nơi này không thể nào còn một vị tu sĩ nguyên anh thứ hai, vậy mà có người gan to bằng trời, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tần Tang lựa chọn thời cơ cực chuẩn, chính lúc Diệp Tôn giả toàn lực chém một đao kia, sau đó chống cự bí cảnh áp chế, thời điểm lực mới chưa sinh, đánh ngay lúc khó chịu nhất. Loại lôi pháp này nhất định từ đạo, thuật đỉnh cấp, đặt trong bất kỳ tông môn nào cũng thuộc cấp bậc chân truyền, không có khả năng vô danh không người biết đến. Diệp Tôn giả kiến thức rộng rãi, vậy mà chưa từng nghe thấy qua. Uy lực của dịch lôi thuật đã vượt qua phạm chủ tu sĩ kết đan kỳ, Diệp Tôn giả không dám chậm trễ chút nào, lão thậm chí cảm thấy tính mạng đang gặp nguy hiểm. Ầm ầm, mật quật chấn động, thổ linh xung quanh Diệp Tôn giả bị chấn nát, thân ảnh của lão bị lôi đình bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy lôi quang sáng chói. Thấy cảnh này, chúng tu sĩ ngây người, bọn họ cảm thấy thực tại không chân thật, hoài nghi nơi này không phải bí cảnh thí luyện, bọn họ đi nhầm chỗ rồi. Nếu không vì sao liên tiếp xuất hiện đối thủ vượt giới hạn? Vèo, ngay lúc Diệp Tôn giả bị dịch lôi thuật đánh lén, chúng tu sĩ bị đối thủ thần bí thay phiên nhau xuất hiện. Thế cục biến ảo khó lường làm cho hoa mắt, không biết nên đi đâu làm thế nào. Một đạo bóng xám đột nhiên từ trong đại quân thổ linh bay đến, trước mắt bao người cực tốc lao đến địch hồn dịch. Phốc, quỷ thủ nhô dài, vồ lấy địch hồn dịch trước ánh mắt của chúng tu sĩ. Người này hiển nhiên mưu đồ đã lâu, động tác như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt cướp sạch bốn bình địch hồn dịch, tiếp đó bắn ngược quay về. Ngăn tên kia lại, bên trong lôi quang vang lên tiếng gầm thét của Diệp Tôn giả. Bạch ẩn nấp xuất thủ cướp địch hồn dịch đi. Bạch và Tần Tang hành động riêng lẻ, ẩn thân chỗ tối chờ đợi thời cơ, phối hợp mật thiết với Tần Tang. Thời điểm Tần Tang đánh lén Diệp Tôn giả, Bạch thừa dịp lúc Diệp Tôn giả ốc còn không mang nổi mình ốc, xuất thủ cướp đoạt địch hồn dịch. Đám người huyết bức bị trọng thương, không đủ thực lực tham dự tranh đoạt. Đám người khác như rồng không đầu, lại bị Diệp Tôn giả chấn nhiếp, không dám tiến lên, trong lúc nhất thời không người động thủ ngăn cản. Lấy được địch hồn dịch, Bạch lập tức xoay người phóng đến vị trí của Tần Tang. Khi nghe Diệp Tôn giả hét lớn, trong lòng Bạch căng thẳng. Tần Tang cẩn thận quả nhiên không sai, lão quỷ này thật sự không đơn giản. Dù tu vi bị hạn chế, chỉ dựa vào dịch lôi thuật cũng không thể chém giết đối phương. Tiếng gầm thét của Diệp Tôn giả bị âm thanh đùng đoàng che lấp, đinh tai nhức óc. Đám người lão giả râu dài, trong lòng biết câu mệnh lệnh này đang nói với bọn họ. Khi nhìn thấy Diệp Tôn giả vừa xuất thủ đã phế bỏ đám người huyết bức, tùy tiện phá ấn lấy địch hồn dịch đi, trong lòng bọn họ vui mừng vạn phần, miên man bất định. Sau đó dịch lôi thuật đột nhiên hiện thế, Diệp Tôn giả bị lôi đình thôn phệ, phảng phất như không hề có lực hoàn thủ, không rõ sống chết. Bọn họ trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, đại hỷ chuyển thành đại bi. Bọn họ đứng cách Diệp Tôn giả không xa, có thể cảm giác rõ ràng uy lực dịch lôi thuật đáng sợ bao nhiêu. Hơn nữa tu vi của Diệp Tôn giả còn bị bí cảnh hạn chế, trên thân mang thương thế, sau khi chém một đao thì không còn chút sức lực nào, trong hoàn cảnh như thế thì đỡ sao nổi. Vạn nhất Diệp Tôn giả, nghĩ đến đây, bọn họ hoảng sợ vạn phần, không biết phải làm sao, cũng không dám suy nghĩ nữa. Ngay thời khắc này, rốt cuộc nghe thấy thanh âm của Diệp Tôn giả truyền đến, sư tôn vô sự. Mau ngăn tên kia lại,
Đám người lão già râu dài nghe vậy thì thở dài một hơi. Sau khi cuồng hỉ, thì phẫn nộ càng nhiều hơn. Tên kia không chỉ đánh lén sư tôn của bọn họ, hơn nữa còn cướp địch hồn dịch của bọn họ đi. Bốn người đã sớm chuẩn bị xong trận kỳ, tiếp ứng Diệp tôn giả rút lui khỏi mật quật, vừa vặn dùng để đối phó Bạch. Soạt, soạt, kỳ phiên phần phật triển khai, tỏa sáng hào quang chói mắt, ba động chập chờn từ bên trong tay đám người lão giả râu dài bay lên. Kỳ trận nhìn thập phần thần bí, khí thế kinh người, uy lực bất phàm. Mau lưu lại cho ta. Lão giả râu dài tức sùi bọt mép, râu dài cuồng vũ, không ngờ đột nhiên cảm thấy đại trận hơi trì trệ. Lão quét mắt nhìn qua, thấy tố nữ vẫn nắm trận kỳ trong tay, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bi thương nhìn phương hướng Diệp tôn giả, đứng nơi đó không nhúc nhích. Sư muội, lão giả râu dài hét lớn. Tố nữ bỗng nhiên giật mình, tiếp xúc với ánh mắt của lão giả râu dài. Ánh mắt nàng ngây thơ, như vừa định thần lại, sắc mặt đỏ lên, luống cuống tay chân thôi động trận kỳ. Càng bối rối càng phạm sai lầm. Lão giả râu dài than thở, tố nữ hiển nhiên bị tình cảnh vừa nãy dọa sợ, tưởng rằng Diệp tôn giả giữ nhiều lành ít. Ba huynh muội bọn họ du lịch bên ngoài nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, gặp phải tình huống như thế này, lập tức có thể ứng đối nhanh nhất. Chỉ có tố nữ một mực tu luyện trong Đông Cực Minh, Minh Chủ và Diệp tôn giả hết mực che chở. Nàng chưa từng gặp phải nguy hiểm bao giờ, cho nên không người đuôi mù nào dám trêu chọc nàng. Một thân tu vi kết đan hậu kỳ, kinh nghiệm chiến đấu còn không bằng một tu tĩ mới kết đan. Trong thời khắc mấu chốt, không biết nên làm thế nào. Bị tố nữ liên lụy, bọn họ mạnh mẽ thúc giục kỳ trận, ngược lại sơ hở trăm chỗ. Ba người lão giả râu dài thuộc hạng người vô cùng quyết đoán, biết tố nữ không đáng tin cậy, lập tức bỏ qua đại trận, thôi động pháp bảo, vây kín Bạch. Bạch thấy thế cười lạnh một tiếng, cánh tay hất lên, thì khí bọc lấy một bình địch hồn dịch hung hăng ném đi. Vèo, vạn chúng nhìn chăm chú, địch hồn dịch bay đến đâu, nơi đó xôn xao tưng bừng. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, người gan lớn chuẩn bị xuất thủ. Địch hồn dịch lóng lánh như con đom đóm, mắt thấy sắp bay đi khỏi tầm mắt của ba người. Ba người lão giả râu dài mặc dù biết rõ mưu kế của đối phương, nhưng vẫn bị dẫn động một bộ phận tâm thần. Nữ tử vũ mị nhịn không được, phất tay áo lên, phóng xuất một dải lụa dài, bay tới địch hồn dịch. Ầm, tốc độ của Bạch không giảm chút nào, thì khí bên ngoài thân sôi trào, cưỡng ép vượt nan quan. Ếc, một tiếng hạc kêu vang lên, ác phong ập đến, tráng hán không hiểu tại sao, chợt cảm thấy sau cổ phát lạnh, gã bất chấp những thứ khác, quay người vung đao chém nhanh. Ầm, ầm, Bạch và lão giả râu dài va chạm. Bạch hạc thì xảo quyệt vô cùng, đã sớm vỗ cánh né tránh, nó biết bản thân không phải đối thủ của tráng hán, căn bản không cứng đối cứng với đối phương, hấp dẫn lực chú ý của tráng hán đã đủ rồi. Ngay thời khắc này, lại có một bóng người lóe lên, thân ảnh Tần Tăng hiện hiện. Hắn thi triển dịch lôi thuật, một thân tu vi trong nháy mắt bị rút đi 7-8 phần, trách nhiệm đoạt bảo chỉ có thể giao cho Bạch. Tần Tăng phục dụng linh đan, lập tức đi lên tiếp ứng. Bạch Hạc và Bạch đồng thời bay nhào đến, tiếp theo thân ảnh nhoáng lên, một người trốn vào thi khôi đại, một hạc thì hóa thành hỗn nguyên đồng tâm hoàn đeo trên cổ tay Tần Tăng. Không đợi đám người lão giả kịp thời vây công, trên thân Tần Tăng đã hiện lên độn quang ba màu. Giao ảnh, phượng rực, kiếm quang, từng đạo kỳ cảnh hòa lẫn nhau. Không tốt, ngăn hắn lại. Lão giả râu dài có loại dự cảm bất thường, sắc mặt đại biến. Tráng hán trực tiếp chém một đao, đao quang lóa mắt, nhìn tựa như đao quang của Diệp tôn giả vừa nãy đã vận dụng. Hiển nhiên tráng hán đạt được chân truyền của Diệp tôn giả. Đáng tiếc, bọn họ vẫn quá chậm. Độn thuật của Tần Tang làm cho bọn họ thấy tuyệt vọng, trong nháy mắt đã thoát khỏi vòng vây, triệt để bỏ bọn họ lại đằng sau. Muốn chết, Diệp tôn giả giận dữ quát. Tần Tang chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn một trận, âm thầm hoảng sợ. Hắn thoáng nhìn qua lôi quang, lôi đỉnh đánh lén Diệp tôn giả, rạn nứt thành từng khúc. Các bạn đang nghe chuyện
Khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1576, đắc thủ. Thật khó mà tưởng tượng, thiên lôi cũng làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác bị xé nát. Một trường ấn xé rách lôi đỉnh, Diệp Tôn giả hiện thân, thần sắc âm trầm, đằng đằng sát khí. Trên bàn tay xé rách lôi đỉnh, đeo một bao tay màu trắng giống như dệt từ tơ tằm, mỏng manh tinh tế tỉ mỉ, mu bàn tay khắc họa tinh hà, lòng bàn tay thì cầm nắm nhật nguyệt. Vừa nhìn đã biết không phải dị bảo tầm thường, có thể cũng không phải vật hiện thế. Tinh hà vờn quanh lòng bàn tay, nhật nguyệt đồng huy, lôi pháp bị phá, không thể đến gần mảy may. Toàn thân Diệp Tôn giả cháy đen, làn da lưu lại dấu vết dịch lôi thuật rõ ràng, nhưng thoạt nhìn không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Bất quá, những thứ này chỉ biểu hiện bên ngoài. Diệp Tôn giả lần nữa phá phong, cưỡng ép thôi động dị bảo cháy nạn, đại giới phải trả thường nhân khó mà tưởng tượng, bề ngoài không thể nhìn thấu. Ánh mắt của lão như đao, khóa chặt thân ảnh Tần Tang. Lão già quả nhiên còn hậu thủ, Tần Tang kinh hãi. Bị Diệp Tôn giả nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy sống lưng phát lạnh một trận. Nhìn thấy Tần Tang thi triển độn quang làm cho người hoa mắt, trong mắt Diệp Tôn giả lóe lên một tia dị sắc. Thừa dịp dư lực, bàn chân đột nhiên dậm xuống mặt đất, dùng tốc độ còn nhanh hơn Tần Tang đuổi tới. Bên trong mật quật, xuất hiện một màn đuổi trốn khiến cho mọi người hãi hùng khiếp vía. Tên kia độn thuật siêu tuyệt, khó trách dám đoạt bảo từ trong tay tu sĩ Nguyên Anh. Còn bên kia nhìn như không biết độn thuật tinh diệu, vậy mà tốc độ còn nhanh hơn một bậc. Khoảng cách hai bên kịch liệt rút ngắn, sau lưng kình phong đánh tới, Tần Tang tê dại ra đầu. Rốt cuộc, Tần Tang thành công vọt tới trước cửa hang, Trà Vi đang đứng bên trong chờ hắn. Hắn không chút do dự, xông vào hang động, đồng thời đánh xuất một đạo ấn quyết. Vèo, vèo, từng cây ma phiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ma phiên tiềm ẩn đã lâu, cuối cùng phát huy tác dụng. Trong chốc lát, ma phiên tạo thành trận, cửu u ma hỏa tuôn trào, hung diễm ngập trời. Đi! Không chờ ma hỏa ngưng tụ, Tần Tang kết ấn, điểm chỉ sau lưng. Tiếp theo hắn thu hồi tất cả ma phiên, xông vào chỗ sâu trong hang động, nhìn thấy mặt mũi Trà Vi tràn đầy lo lắng. Vù! Cửu u ma hỏa bay khỏi hang động, Diệp Tôn giả theo sát đuổi tới, đứng mũi chịu sào. Nhìn thấy cửu u ma hỏa phô thiên cái địa đánh đến, cảm nhận được khí tức của ma hỏa, Diệp Tôn giả đầu tiên sững sờ, sau đó biến sắc lên tiếng kinh hô, chân ma diễm. Lão dừng thân ảnh, bàn tay đeo dị bảo vội vàng chắn trước ngực, toàn lực thúc giục dị bảo hộ thể, dường như phi thường kiêng kỵ cửu u ma hỏa. Ầm, ma hỏa va chạm trường ấn, đất đá sụp đổ, ma diễm bay tứ tung. Trường ấn ảm đạm, tinh hà vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang, dị bảo trên tay Diệp Tôn giả như băng tuyết tan rã, liên tiếp dùng hai lần, hiện tại sắp chống đỡ không nổi. Trong khung cảnh hỗn loạn, có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Diệp Tôn giả. Hào nhoáng bên ngoài, không phải chân ma diễm chân chính. Lão không đủ thời gian để đau lòng, thôi động uy năng còn sót lại của dị bảo, phá tan cửu u ma hỏa phong tỏa. Chỉ thấy trong huyệt động nào còn tung tích địch nhân. Trà Vi theo Tần Tang an bài, một mực chờ đợi ngay cửa hang. Nàng tận mắt thấy Diệp Tôn giả xuất thủ, nên không còn hoài nghi lời Tần Tang nói, ngược lại bắt đầu lo lắng hắn dám động thủ hay không. Có thể thành công hay không, dựa theo ước định khi đoạt địch hồn dịch thành công, sẽ phân cho nàng một bình. Sau đó thấy Tần Tang ngang nhiên động thủ. Lôi pháp, luyện thi, linh thú, độn thuật, đủ loại thủ đoạn, lần lượt đoạt lấy địch hồn dịch, thậm chí suýt lấy mạng. Già của Diệp Tôn giả, không ngoài dự liệu, tổ sư Nguyên Anh quả nhiên không dễ đối phó như vậy. Trong lòng Trà Vi biết trách nhiệm của mình trọng đại, lập tức rút sâu vào trong hang động, chờ đến lúc Tần Tang chạy đến, nàng sẽ thôi động sinh phù. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhìn thấy Trà Vi không lâm trận bỏ chạy, Tần Tang cảm thấy buông lòng, khuôn mặt mỉm cười. Lúc này, cảm giác trống rỗng từ thể nội đột nhiên đánh tới. Thôi động chín cây ma phiên hình thành đại trận, hắn vừa dùng linh đan khôi phục một chút chân nguyên, đã bị hút không còn một mảnh.
Cũng may những chân nguyên này đủ thôi động cửu u ma hỏa đánh một kích, nếu không chỉ có thể bị ép phục dụng một giọt tam quang ngọc dịch. Thấy Tần Tang chạy tới, đáy mắt Trà Vi không che giấu được sự hưng phấn, lập tức kích phát sinh phù. Sinh phù hơi sáng lên, hiển hiện một chữ cổ phức tạp, đại biểu cho sinh. Ngay sau đó, hảo quang ôn hòa hóa thành một màn ánh sáng, bao phủ thân ảnh hai người vào trong. Cuối cùng, Tần Tang mệnh lệnh sát thi chạy như điên vào sâu trong hang động, Trà Vi cũng bố trí một ít hậu thủ, sau đó hai người nhanh chóng biến mất. Chỗ sâu trong hang động, sát thi và khôi lỗi gây hỗn loạn, các loại khí tức hỗn tạp, không thể nào phân biệt. Diệp Tôn giả đứng trước cửa hang, tìm kiếm không kết quả. Đúng lúc này, đám người lão giả râu dài rốt cuộc đuổi đến. Bọn họ không biết tình huống cuối cùng thế nào, nhao nhao nhìn Diệp Tôn giả, muốn nói lại thôi. Chú ý tới biểu lộ trên mặt Sư Tôn, bọn họ càng cảm thấy bất an. Sư Tôn không tiếc hủy đi một kiện dị bảo, cưỡng ép phá phong, chẳng lẽ cũng không thể lưu đối phương lại. Ba bình địch hồn dịch cứ như vậy trơ mắt bị người đoạt đi. Sư Tôn, làm sao bây giờ? Lão giả râu dài nhỏ giọng hỏi thăm, ánh mắt liếc nhìn sau lưng, trong mắt hiện lên một tia sầu lo. Tu sĩ bên trong mật quật, không ai. Không phải tinh anh. Lúc đầu bọn họ bị kết cục thê thảm của đám người huyết bức chấn nhiếp, không dám tranh đoạt với tu sĩ Nguyên Anh. Sau khi Tần Tang xuất thủ, thế cục thay đổi trong nháy mắt, càng không dám loạn động, không kịp phản ứng đã kết thúc. Hiện tại bọn họ dần tỉnh táo lại. Trong bí cảnh thí luyện, tổ sư Nguyên Anh cũng không đáng sợ lắm. Lúc này, ba bình địch hồn dịch bị Tần Tang cướp đi, không biết tung tích, nhưng còn một bình bị nữ tử Vũ Mị cướp được. Từng ánh mắt ác ý nhìn đến đám người nữ tử Vũ Mị, chúng tu sĩ bắt đầu di chuyển trong mật quật đông người, chậm rãi tạo thành vòng vây. Sau khi Tần Tang và Bạch Thương Lượng, hai người quyết định bỏ lại một bình địch hồn dịch, trợ giúp phá vây cũng nằm trong số đó. Nếu bốn bình địch hồn dịch bị Tần Tang mang đi, những người khác sẽ không còn lý do tranh đấu. Tu sĩ khác không còn cơ hội, cho dù nhìn thấu nội tình của Diệp Tôn giả, cũng sẽ không làm khó bọn họ, thậm chí có chung mối thù, liên thủ tìm kiếm Tần Tang. Vạn nhất Diệp Tôn giả kiên nhẫn, thật để cho lão phát hiện điểm dị thường thì không hay. Hiện giờ trả giá một bình địch hồn dịch, đám người Diệp Tôn giả ngược lại trở thành mục tiêu của mọi người. Nếu có thể bức đại địch Diệp Tôn giả rời đi, hai người Tần Tang an toàn hơn nhiều, tuyệt đối có lời. Đưa địch hồn dịch cho ta, Diệp Tôn giả nói với nữ tử Vũ Mị. Nữ tử Vũ Mị cắn môi, còn không cam lòng, nhưng khi tiếp xúc ánh mắt của Diệp Tôn giả, nữ tử Vũ Mị bỗng nhiên cả kinh, vội vàng nộp địch hồn dịch. Đi! Diệp Tôn giả quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt băng hàn, vây kín đi lên tu sĩ không chỉ có trong lòng máy động. Sư Tôn, cứ đi như vậy. Tráng hán không cam tâm, địch hồn dịch liên quan đến kết anh, trăm năm khó gặp. Hừ, người kia thi triển mấy môn thủ đoạn, tuyệt không phải người bình thường. Kế hoạch của người này chu đáo chặt chẽ, nếu không phải vi sư đến đây, chỉ sợ tất cả địch hồn dịch đã bị hắn lấy hết rồi. Những bí thuật kia không thể nào vô danh, huy động thương minh, tra được thân phận của hắn cũng không khó, đến lúc đó để hắn trả cả gốc lẫn lãi. Diệp Tôn giả lạnh lùng nói, lướt vào một đầu thông đạo. Tốn nữ âm thầm hiếu kỳ, không biết Tần Tang làm cách nào thoát khỏi truy sát, tinh thần căng cứng rốt cuộc trầm tĩnh lại. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1577, Khẩu Quyết. Tần Tang đứng bên cạnh Trà Vi, thần sắc hai người khẩn trương. Sinh phù bảo hộ, những người khác không phát hiện sự tồn tại của bọn hắn, nhưng bọn hắn có thể thấy bên ngoài rõ ràng. Ánh mắt Diệp Tôn giả lạnh lùng, phảng phất như đao nhọn, nhìn lướt qua chỗ của bọn hắn. Trà Vi mím chặt môi, trên trán toát mồ hôi lạnh, trái tim sắp nhảy lên cổ họng. Tần Tang nắm chặt bình ngọc chứa tam quang ngọc dịch, một khi sự tình có biến, chỉ có thể phục dụng linh dịch, liều mạng đánh với Diệp Tôn giả một trận. Diệp Tôn giả chưa hẳn còn nhiều thực lực, cho nên Tần Tang hơi bình tĩnh. Nhìn thấy Diệp Tôn giả dẫn người rời đi,
Tần Tang và Trà Vi không khỏi buông lòng, nguy cơ đã hóa giải. Sau đó, một số tu sĩ khác lần lượt tiến đến, đi theo đám người Diệp Tôn giả rời đi. Những người này âm thầm liên thủ, cố tình mưu đoạt địch hồn dịch. Ba bình linh dịch bị người thần bí cướp đi, người thần bí mất tích, không biết tu sĩ Nguyên Anh thật sự mất dấu. Hay cố tình bày nghi trận, có mưu đồ khác, bọn họ chỉ có thể để mắt tới một bình cuối cùng. Đám người kết thành đồng minh, đuổi theo. Đúng lúc này, bên trong mật quật bỗng nhiên bộc phát chiến đấu. Bọn người huyết bức bị Diệp Tôn giả đánh trọng thương. Đối thủ của bọn họ nhìn thấy có thể nhân cơ hội, cũng có bằng hữu xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Trong mật quật hỗn loạn tưng bừng, không biết những người kia cuối cùng kết cục thế nào. Huyết tinh lần nữa tràn ngập mật quật. Chuyện không liên quan đến Tần Tang và Trà Vi, hai người chỉ bất động đứng đó, không triệt tiêu sinh phủ. Đợi đến khi tất cả tu sĩ biến mất sâu trong thông đạo, sau khi xác nhận không còn người từ bên ngoài tiến đến, hai người mới lặng lẽ hiện thân. Mọi thứ đều ổn. Hai người liếc nhìn nhau, quay người rời đi, tùy ý tìm cửa hang khác, nhanh chóng ly khai khỏi nơi đây. Đi qua các hang động phức tạp, giống như lúc tiến vào, Tần Tang mở đường cẩn thận cảnh giới, Trà Vi thì chuẩn bị kích hoạt sinh phù trong mọi thời khắc. Nguy cơ còn chưa hoàn toàn qua đi, hoàn toàn rời khỏi mê hồn quật mới xem như chân chính an toàn. Cuối cùng, bọn hắn rời khỏi hang động, đi đến bên ngoài ngọn núi hình vòng cung. Trà Vi ngẩng đầu nhìn không trung, sương mù đen tràn ngập, một mảnh u ám. Nàng hơi khẩn trương hỏi, Tần đạo hữu, lão quỷ kia sẽ không vì địch hồn dịch, chặn giết tất cả mọi người. Nếu lúc toàn thịnh, nói không chừng thật có khả năng làm được. Tần Tang nhớ tới mưu lão ma lúc trước, dám chặn cửa thất sát điện, tàn sát không biết bao nhiêu tu sĩ kết đan kỳ. Thực lực của lão bị hao tổn, những người kia còn ước lão lưu lại, quá mức ương ngạnh không khác tự chịu diệt vong. Hơn nữa, ta cảm nhận được, bọn họ đã đi xa. Tố nữ cho Tần Tang quỷ ấn, ấn này có thể cảm ứng được phương vị của tố nữ. Ổn thỏa mà nói, bọn họ không nóng lòng hiện thân, ẩn thân chỗ tối quan sát trong chốc lát. Một lát sau, một tên tu sĩ từ cấm chế của mê hồn quật xuất hiện bên ngoài. Tên kia thở dài một tiếng, lần này thật đúng mất cả chỉ lẫn trải, không cướp được địch hồn dịch, đoán chừng bảo vật trong bách bảo các đã bị chia xong. Bất quá, có thể nhìn thấy một vở kịch, bản thân không gặp nguy hiểm, coi như chuyến đi này không tệ. Khóe miệng người này hơi vểnh lên, hóa thành độn quang, bay theo hướng thạch phong, chuẩn bị rời khỏi bí cảnh thí luyện. Không bao lâu, Tần Tang và Trà Vi từ cấm chế mê hồn quật hiện thân. Thân ảnh bọn hắn lóe lên, ẩn mình trong sơn lâm. Trà Vi đạo hữu, phần này của ngươi. Tần Tang hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lấy một bình địch hồn dịch, giao cho Trà Vi. Trà Vi mừng rỡ vạn phần, cầm địch hồn dịch xem đi xem lại. Nàng biết lúc ấy Tần Tang cướp đi ba bình địch hồn dịch, nhưng nàng thông minh nên không hỏi nhiều, có thể lấy được một bình nàng đã thỏa mãn. Không có Tần Tang, nàng đại khái lần này tay không trở về, uổng phí hết tâm huyết của tổ sư. Thu hồi địch hồn dịch, Trà Vi hơi do dự nói, đạo hữu hẳn đã biết cách luyện hóa địch hồn dịch à? Ồ, Tần Tang hơi kinh ngạc, chẳng lẽ luyện hóa địch hồn dịch còn cần phương pháp đặc thù hay sao? Hắn vốn cho rằng khi phục dụng thì chỉ cần trực tiếp uốn vào. Xem ra cần phải đi hỏi Ninh Vô Hối một chút, Tần Tang thầm nghĩ, không ngoài dự đoán. Ninh Vô Hối quả nhiên không tham dự tranh đoạt địch hồn dịch, không biết đã đi nơi nào, nếu không bọn hắn nắm chắc càng lớn. Trà Vi gật đầu, chỗ chân quý nhất của địch hồn dịch, ngoại trừ gia tăng tỷ lệ kết anh, còn có thể tẩy lễ thần hồn, khiến thần thức tăng nhiều, trực tiếp phục dụng sẽ làm lãng phí hết vài phần dược lực. Chỗ thiếp thân có một phương pháp luyện hóa do sư tổ trong môn truyền xuống, Tần đạo hữu cầm lấy xem một hai. Trà Vi giao cho Tần Tang một mai ngọc giản. Nàng nhìn Tần Tang, chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên vài phần ý tìm tòi. Trận chiến trong mật quật, Tần Tang cho thấy đủ loại thủ đoạn, mỗi một loại tu sĩ cùng giai không có khả năng đạt tới. Trong yêu hải người như vậy lại dĩ nhiên tịch tịch vô danh, quả thực quái lạ. Trong mắt Trà Vi, tu sĩ tiến vào bí cảnh thí luyện, bao gồm nổi tiếng lâu đời như Huyết Bức và Tiêu Vân đạo trưởng,
cũng không thể bỉ kịp Tần Tang. Hắn có hy vọng đột phá nguyên anh nhất, có thể kết một thiện duyên với hắn cũng tốt. Tẩy lễ thần hồn, không biết khác dưỡng hồn mộc hồn quang điểm nào. Trong đầu Tần Tang lóe lên suy nghĩ này, không chút khách khí tiếp nhận ngọc giản, chắp tay nói: đa tạ đạo hữu, Tần mỗ từ chối thì bất kính. Trà Vi cười nói: thiếp thân cuối cùng không phụ kỳ vọng của tổ sư, hiện tại thiếp thân chuẩn bị rời khỏi Thất Sát Điện, không biết Tần đạo hữu tính toán thế nào. Tần Tang nắm chặt quỷ ấn, lắc đầu nói: tin tức cảnh báo kia cũng không vô duyên vô cớ đưa tới, Tần mỗ đã hứa hẹn với người khác, không dễ nuốt lời, còn muốn lưu lại làm một chuyện. Trà Vi một tiếng, nàng hiểu rõ ràng, Tần Tang có thể sớm biết chuyện Nguyên Anh lén qua bí ẩn như vậy, khẳng định có nguyên nhân. Thấy Tần Tang không muốn nói nhiều, nàng cũng không tiện truy vấn, sau đó nàng truyền khẩu quyết thôi động sinh phù cho Tần Tang. Sinh phù còn một lần kích phát, thiếp thần cũng không cần dùng. Tần đạo hữu cầm đi, nói không chừng có thể trợ giúp đạo hữu. Thiếp thân là đệ tử của Mộc Gia Trại, tính tình tổ sư hiền hòa, là một vị khổ tu sĩ, cho nên đệ tử Mộc Gia Trại không nhiều lắm, không hiển lộ thanh danh trong tu tiên giới nhiều, bất quá che chở vài đồng đạo vẫn làm được. Sau khi rời khỏi Thất Sát Điện, nếu Tần đạo hữu có thời gian rảnh rỗi, không ngại đến Mộc Gia Trại làm khách. Tần Tang đáp ứng. Mình lần này xem như đắc tội người hung ác như Đông Cực Minh, vạn nhất không thể quay về Tiểu Hàn Vực, có thể kết giao với một vị tổ sư Nguyên Anh cũng là chuyện tốt. Trà Vi từ biệt Tần Tang, sau đó bay theo hướng Thạch Phong. Tần Tang thu hồi sinh phù, hơi suy nghĩ một chút, đi theo quỷ ấn chỉ dẫn, đuổi theo Tố Nữ. Giao dịch giữa hắn và Tố Nữ rất đơn giản, chỉ cần đứng phía xa thôi động quỷ ấn, thấy tình thế không ổn thì có thể lập tức rút đi, không cần cướp người trong tay Diệp Tôn giả, không nguy hiểm bao nhiêu. Phương pháp này không tệ, nhưng quá trình hơi chậm, từng chút luyện hóa dược lực của địch hồn dịch. Người thu địch hồn dịch lại, hiện tại ta không cần luyện hóa. Trong bí cảnh thí luyện phát sinh nhiều chuyện như vậy, khi đi vào nội điện, nói không chừng sẽ gặp phải chuyện cần ta xuất thủ. Bạch Truyền Âm nói, Tần Tang vừa rồi giao phương pháp luyện hóa địch hồn dịch của Trà Vi cho Bạch. Được, vậy Tần mỗ giữ thay ngươi. Tạm thời không có thời gian luyện hóa, Tần Tang cất hai bình địch hồn dịch vào giới tử đại. Để tránh bị Diệp Tôn giả phát giác, Tần Tang không dám thi triển độn thuật, một mình di chuyển trong núi rừng. Diệp Tôn giả đi trước dò đường, hắn không cần phải lo lắng chuyện thổ linh quấy nhiễu làm bại lộ hành tung. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1578, Thần Đại Thượng Cổ. Tần Tang từ xa nhìn thấy Diệp Tôn giả như đang bận rộn tìm kiếm. Lão dẫn theo đám người Tố Nữ đi vòng quanh Bách Bảo Các một vòng lớn, mới dừng lại. Trước một đồi núi không đáng chú ý, Diệp Tôn giả dừng lại, đánh giá đồi núi. Cỏ cây trên đồi núi thanh thúy tươi tốt, cây xanh râm mát, trên núi còn có vài con hung thú, cảnh sắc tươi mát, không dấu vết con người. Cúi đầu nhìn phù lục trong tay, cẩn thận cảm ứng chốc lát, Diệp Tôn gật đầu, nói là chỗ này. Đám người lão giả râu dài nghe vậy không hiểu, không biết sư tôn đang tìm cái gì. Cầm lấy, Diệp Tôn giả đưa linh phù. Đám người tiếp nhận xem xét, phát hiện trên linh phù khắc họa hình của một con hắc long kỳ lạ. Lúc này, Diệp Tôn giả quay đầu nhìn thoáng qua, Tố Nữ đến đây. Trong lòng Tố Nữ căng thẳng, cố nén bất an, tiến lên hành lễ, ngữ khí nghi hoặc hỏi, có đệ tử, không biết Diệp sư phân phó chuyện gì. Đợi lát nữa vi sư muốn phá giải cấm chế, người tu luyện công pháp đặc thù, đến lúc đó phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Diệp Tôn giả phân phó vài câu, trong lòng Tố Nữ hổ nghi, yên lặng nhẹ gật đầu. Sau khi phân phó xong, Diệp Tôn giả cất bước đi đến trước, tiện tay chém giết hung thú trên đồi núi, bay vòng quanh đồi núi một vòng, cuối cùng lăng không đứng ngay vị trí phía tây đồi núi. Lão khẽ cúi đầu, nhìn đồi núi chằm chằm, bỗng nhiên nhấc tay kết ấn, đánh xuất một đạo ấn quyết, linh khí chấn động. Trong lúc nhất thời, không trung trên đồi núi lơ lửng lít nha lít nhít phủ văn,
hiện hiện một cấm chế phức tạp dị thường. Bận rộn đã lâu, Diệp Tôn giả mới dừng lại, tiếp tục lấy ra mười mấy trận kỳ, sau đó đánh vào trong cấm chế. Khí tức của dồn dập, hao phí tâm lực thật lớn. Lúc này, đã có thể nhìn thấy hình dáng của cấm chế, trong hư không lơ lửng một cờ trận phức tạp, khí thế rộng rãi, bởi vì chưa thôi động, nên tạm thời không thể biết tác dụng của cờ trận. Các ngươi đến đó, Diệp Tôn giả chỉ hướng biên giới cấm chế. Ba người lão giả râu dài phân biệt đứng vững ba phương hướng xung quanh cấm chế. Tố nữ theo mệnh lệnh Diệp Tôn giả, tiến lên mấy bước, bay đến biên giới cấm chế. Tiếp theo, Diệp Tôn giả lấy ra một mai ngọc bội, bỗng nhiên giải phóng tu vi. Trong hư không lập tức xuất hiện uy áp kinh người, hoành ép đến Diệp Tôn giả, hư không phẳng phất xuất hiện vặn vẹo. Diệp Tôn giả đứng trên không trung, không có chỗ dựa. Khí tức của lão tăng vọt, khôi phục tu vi, nhưng tiếp nhận thống khổ cũng lợi hại hơn. Xương cốt thể nội bạo hưởng, làn da xuất hiện vết rạn, dẫn đến thương thế của lão nặng thêm mấy phần. Két, Diệp Tôn giả cắn chặt hàm răng, dùng sức bóp nát ngọc bội. Một đạo hào quang bộc phát. Diệp Tôn giả đứng trong hào quang, thần sắc dễ nhìn hơn không ít. Những hào quang này có thể giúp lão ngăn cản áp lực của bí cảnh. Bất quá, chỉ có một mai ngọc bội, uy năng lại có hạn. Diệp Tôn giả không dám chần chừ, lắc mình bay đến trận kỳ, ngồi xếp bằng, ngón tay nhanh chóng đánh xuất ấn quyết. Ong ong, cấm chế bị kích hoạt, trận kỳ bắt đầu vận chuyển. Xuất thủ, Diệp Tôn giả khẽ quát một tiếng. Đám người lão giả râu dài đã chuẩn bị kỹ càng, nghe vậy lập tức thôi động linh phù trong tay. Trong chốc lát, tiếng long ngâm vang vọng núi rừng. Bốn con hắc long gào thét xông ra, hình thể mỗi một con hắc long dài đến vài chục trượng, thần mục hàng uy, uy phong lẫm lẫm, khí tức cường đại hóa thành cuồng phong, tàn sát bừa bãi trong núi. Lúc này, Tần Tang ẩn thân trên một ngọn núi nơi xa, nhìn thấy màn này. Trong mắt của hắn lóe lên tinh quang, cảm thấy cảnh tượng như thế này hết sức quen thuộc. Rất nhanh, hắn hồi tưởng lại. Lần đầu khi thâm nhập thất sát điện, hắn đi làm một chuyện cho Đông Cực Minh, đi theo Hạng Nghĩa tiến vào trong tử vụ tuyệt địa. Đám người Hạng Nghĩa cuối cùng dùng linh phù huyễn hóa hắc giao, áp chế thần đài thượng cổ phản phệ, cuối cùng phá giải cấm chế của cổ thần đài. Tình cảnh lần này nhìn cũng tương tự, chỉ bất quá hắc giao biến thành hắc long, vô luận hình thể hay khí tức đều cường đại hơn lúc trước nhiều. Hắc long kiệt ngạo bất tuân, đám người lão giả râu dài phi thường phí sức, dốc hết toàn lực cũng rất khó ước thúc hắc long. Chỉ có tố nữ dị thường nhẹ nhõm, hắc long xoay quanh đỉnh đầu nàng, trung thực an phận, bên trong linh phủ phong ấn chân ma khí. Tố nữ từ hắc long bên trên cảm nhận được khí tức quen thuộc, chính là chân ma khí nàng dùng tu luyện. Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Diệp Tôn giả, thôi động công pháp, làm theo lời vi sư. Tố nữ không dám chống lại Diệp Tôn giả, chỉ có thể cẩn thận dựa theo mệnh lệnh của lão làm việc. Có tố nữ gia nhập, ba con hắc long khác cũng an phận không ít. Cuối cùng, bốn con hắc long kêu nghẹn ngào một tiếng, đầu nhập vào bên trong đại trận. Chỉ nghe một tiếng vang như sấm rền tiếng, đại trận đại tác quang mang, giao hòa cùng hắc long, hóa thành một thanh kiếm quang to lớn, lăng không đâm xuống đồi núi. Lấy uy lực của kiếm quang, đâm xuyên đồi núi cũng không phải việc khó. Nhưng một màn làm cho người kinh ngạc xuất hiện. Bên trong đồi núi không một dấu hiệu nào bộc phát kim quang nồng đậm, cực kỳ lóa mắt, hình thành một màn sáng nửa tròn hình. Chỗ sâu trong kim quang, hiển hiện một thần đài cự đại, tuy mơ hồ nhưng có thể nhìn thấy. Thần đài thượng cổ, Tần Tang ngưng mắt nhìn kỹ, không đúng. Bên ngoài thì như nhau, nhưng to lớn hơn thần đài trong tuyệt địa kia, phù văn cũng phức tạp hơn. Tuy vậy nhưng hai thần đài này liên quan với nhau. Phá! Diệp Tôn giả hét lớn, bàn tay hung hăng vỗ xuống. Ầm! Kiếm quang đâm xuống màn sáng. Màn sáng này do một loại phong ấn nào đó hình thành, trong kim quang chói mắt, dãy núi chấn động không thôi. Nhưng bệ đá thượng cổ bên trong phong ấn lại lù lù bất động. Phong ấn cực kỳ kiên cố, vậy mà không bị kiếm quang đâm xuyên. Thời điểm hai bên giằng co, một cánh tay khác của Diệp Tôn giả khẽ nhấn xuống, một tấm phù lục tuột tay bắn đi,
như chậm mà nhanh, nhẹ nhàng dán lên mặt ngoài màn sáng. Cùng lúc đó, chân ma khí huyễn hóa hắc long đồng loạt bay nhào đến linh phủ. Chỉ nghe âm thanh vù vù, hắc long quấn quanh linh phủ, lại từ mũi kiếm quang xuyên thấu vào màn sáng phong ấn. Bên trong màn sáng phong ấn, cấm chế của thần đài bị kích phát, bốn sợi xích sắt màu trắng bạc lay động như sống lại. Vô số lôi điện từ thần đài bắn lên, xích sắt cũng hóa thành lôi quang, uy lực cường đại thần đài trong tuyệt địa lúc trước khó mà sánh bằng. Ầm, ầm, hắc long bị lôi điện bao phủ, chân ma khí tan rã, hình thể hắc long lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy thu nhỏ lại, nhưng hắc long đã thành công bảo hộ linh phủ. Cuối cùng, tấm linh phủ rơi xuống thần đài. Diệp Tôn giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa bấm niệm pháp quyết, kiếm quang liền vỡ vụn. Lão lại nhìn trận kỳ của đại trận, trên trận kỳ trải đầy vết rạn, uy năng mất hết, nhìn như không thể dùng. Lúc này, kim quang và hình bóng thần đài cũng biến mất. Trên đồi núi chỉ còn một mảnh hỗn độn, tỏ rõ nơi này đã từng phát sinh sự tình không tầm thường. Việc này đã xong, chúng ta có thể đi. Hào quang trên người Diệp Tôn giả tiêu tán, tự phong tu vi. Lão ho khan vài tiếng, trên mặt hiện lên một trận ửng hồng, thân hình hơi bất ổn. Xong rồi sao? Tố nữ đứng đó ngốc trệ. Nàng vốn nghĩ rằng thương mình sẽ gây bất lợi cho mình, bản thân có thể bị xem như tế phẩm. Trên đường thí luyện nàng một lòng muốn chạy trốn tự cứu lấy mình. Vì thế không chỉ cấu kết ngoại nhân mưu đoạt địch hồn dịch, hơn nữa còn phục sát sư huynh tiến hành khảo vấn. Không ngờ căn bản không có chuyện này, thương minh chỉ mượn nhờ ma công của nàng, trấn áp hắc long. Bản thân mưu tính nhiều như vậy, hiện tại xem như trò cười. Trong lòng tố nữ chua xót. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1579, Huyết Sâm. Các người kết trận, Thế Vi Sư hộ pháp. Diệp Tôn giả ngồi xếp bằng dưới đất, lệnh bốn người thủ hộ tả hữu. Lão vừa rồi phá giải cấm chế tế đàn, tuy có hào quang che chở, vẫn bị bí cảnh áp chế, tiêu hao rất lớn, thương thế lại tăng lên. Đi ra thí luyện cảnh, về sau tiến vào nội điện, nguy hiểm không thể dự báo. Trước lúc này, lão muốn điều tức khôi phục một phen, để tránh bỗng nhiên gặp chuyện. Không có cơ hội, Tần Tang ẩn núp trong sơn lâm, thấy cảnh này, âm thầm lắc đầu. Những lão gia hỏa này phi thường cẩn thận, rất khó tìm thấy cơ hội từ trên người bọn họ. Ba người lão giả râu dài đủ để lần thứ nhất tập kích Diệp Tôn giả. Hắn không thể liên lạc với tố nữ để tiến hành phối hợp. Mà tố nữ đã không nguy hiểm đến tính mạng, không cần phải liều mạng, đoán chừng cũng không muốn mạo hiểm đối phó tổ sư Nguyên Anh. Tĩnh tọa trong chốc lát, Diệp Tôn giả đứng dậy, dẫn người rời đi. Từ đầu đến cuối không gây bất lợi cho tố nữ. Tần Tang đợi đến cuối cùng, giao dịch với tố nữ xem như hoàn thành. Viên quỷ ấn này không biết còn có tác dụng gì, về sau có cơ hội trả lại cho nàng đi. Tần Tang cầm quỷ ấn trên tay, lẩm bẩm nói. Trước đó, tố nữ rất bi quan, thậm chí tuyệt vọng, căn bản không ước định Tần Tang phải trả lại quỷ ấn. Tần Tang chờ tới bây giờ, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ, đã lãng phí rất nhiều thời gian, không có khả năng theo nàng khắp nơi như giờ. Bọn Diệp Tôn giả đi xa, Tần Tang núp trong bóng tối hiện thân, lặng yên xuất hiện trên đồi núi. Hắn thử mấy lần, không thể nào bước ra thần đài. Có thể thấy được trong đó khẳng định còn có bí ẩn không muốn người biết. Bất luận Đông Cực Minh có mưu đồ gì, cũng không quan hệ với mình. Hơi dừng lại, Tần Tang không xoắn suýt nữa, bay về hướng Thạch Phong, là thời điểm rời thí luyện cảnh. Thạch Phong, Bách Bảo Các đứng sừng sững, bảo vật đã sớm bị chia cắt không còn. Xuyên qua màn sáng, lập tức sẽ bị Nazi ra ngoài. Trước mắt lóe lên quang mang, ngay sau đó, âm phong đánh tới. Bọn tố nữ dùng mình một cái, nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ đã rời thí luyện cảnh, đứng trên một sườn núi không có một ngọn cỏ. Giữa thiên địa lờ mờ âm trầm, khắp nơi đều là phế tích, hoàn toàn không giống tiên gia bảo địa trong tưởng tượng. Nơi này là nội điện, Diệp Tôn giả thản.
nhiên nói, chỉ xéo về phía trước, trải qua thí luyện cảnh tiến vào, sẽ bị Nazi đến phụ cận vài tòa núi, nhìn thấy nơi đó không? Nếu các ngươi không muốn ở lại nội điện, lối ra ở chỗ này. Cho dù nhìn theo Diệp Tôn giả chỉ thấy thâm cốc và tuyệt bích, cùng đài cao và cửa đá rộng mở phía trên. Đi theo ta, Diệp Tôn giả xem xét, lái độn quang bay vào chỗ sâu nội điện, bọn tố nữ vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, Diệp Tôn giả lách mình tiến vào một ngọn núi đá. Thân ảnh vừa khuất, từ chỗ tối lóe ra một bóng người. Bọn tố nữ khẽ giật mình, tiếp đó thấy rõ khuôn mặt người tới, sắc mặt nhao nhao đại biến, vội vàng tiến lên hành lễ, vãn bối tham kiến minh chủ. Người này chính là Đông Cực minh chủ, trợ giúp Diệp Tôn giả lén qua tiên cấm, gã vẫn một mực chờ ở chỗ này. Diệp đạo hữu, ánh mắt Đông Cực minh chủ có mấy phần vội vàng, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Diệp Tôn giả. Hết thảy thuận lợi, may mắn không làm nhục mệnh. Diệp Tôn giả gật gật đầu đáp, cũng không đề cập chuyện xảy ra tại Mê Hồn Quật. Tốt. Đông Cực minh chủ vỗ tay cười to, vất vả Diệp đạo hữu, nếu không phải do tại hạ tham gia thí luyện đã dùng xong, khẳng định sẽ tự mình tiến vào, sẽ không để cho Diệp đạo hữu bốc lên đại phong hiểm như thế. Không biết thương thế Diệp đạo hữu thế nào rồi, có cần sai người đưa đạo hữu trở về điều dưỡng không? Mặt mũi Đông Cực minh chủ tràn đầy ân cần hỏi han. Diệp Tôn giả lắc đầu, ta đã ăn vào đan dược chữa thương, tìm chỗ điều tức một hồi, hẳn là có thể khôi phục một phần thực lực, đi lấy món đồ kia đi. Còn phải đa tạ minh chủ cung cấp manh mối. Đông Cực minh chủ không khuyên bảo nữa, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía bọn tố nữ, chỉ có bốn người các ngươi. Diệp Tôn giả tán dương, mấy người bọn hắn làm không tệ, lần này có thể thuận lợi như vậy, cũng có công lao của bọn hắn. Đúng rồi, đây là địch hồn dịch. Diệp Tôn giả lấy ra địch hồn dịch, giao cho Đông Cực minh chủ. Đông Cực minh chủ ừ một tiếng, nói, không tệ, nội điện có mấy nơi, thích hợp các ngươi đi xông xáo, có thể thu hoạch lớn bao nhiêu phải xem bản lãnh của các ngươi. Sau khi trở về, thương minh sẽ trọng thưởng. Nói xong, Đông Cực minh chủ vứt cho bọn họ một ngọc giản. Bọn người lão giả râu dài vui mừng, phiền muộn do mất đi địch hồn dịch giảm đi mấy phần. Đúng lúc này, Đông Cực minh chủ đột nhiên nhìn về phía tố nữ, thản nhiên nói, tố nữ lưu lại, mấy người các ngươi tự đi làm việc đi. Tuân mệnh. Bọn người lão giả râu dài đầy bụng nghi hoặc, lén lén liếc tố nữ một cái, nhưng không dám hỏi nhiều, tiếp nhận ngọc giản, kết bạn rời đi. Diệp Tôn giả cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chắp tay với Đông Cực minh chủ, phiêu nhiên rời đi. Tố nữ không rõ cho lắm, tâm thần bỗng nhiên căng cứng. Nàng vốn cho rằng rời thí luyện cảnh, sự tình sẽ kết thúc, không ngờ Đông Cực minh chủ chỉ lưu một mình nàng lại. Đông Cực minh chủ lại lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa một viên đan dược tuyết trắng, giao cho tố nữ. Không thể nghi ngờ nói, đi luyện hóa địch hồn dịch cùng viên đan dược này, bản tọa sẽ đích thân hộ pháp cho ngươi. Thí luyện cảnh, thiên hỏa vực. Dưới cát vàng, nham tương tùy ý chảy ngang, dưới đất hình thành từng đầu địa quật nham tương, hỏa linh chơi đùa trong đó, thỉnh thoảng nhảy ra nham tương, trốn vào vỏ quả đất. Mỗi lần sẽ khiến nham tương sôi trào, hỏa khí xích hồng trùng thiên. Tại một đầu mật quật ngồi xếp bằng một người, chính là Ninh Vô Hối. Ninh Vô Hối không để ý nóng bỏng, dưới thân bố trí một tế đàn phức tạp, trước mặt lơ lửng một linh sâm lớn chừng quả đấm. Tế đàn nở rộ đạo đạo hào quang, dung hợp với phù văn mà Ninh Vô Hối dùng tinh huyết khắc họa, liên tục không ngừng tiến vào thể nội linh sâm. Ngũ quan linh sâm rõ ràng, bản thể trong suốt như lưu ly, bị tế đàn trói buộc, bên ngoài thân chớp động phù văn, khuôn mặt vặn vẹo, lộ ra vẻ thống khổ, hiển nhiên như cái anh hải. Ninh Vô Hối không đi tranh đoạt địch hồn dịch, mà đi vào thiên hỏa vực ngắt lấy linh sâm này. Gã đợi ở chỗ này không biết bao lâu, linh sâm bị tế đàn luyện hóa, đã chuẩn bị kết thúc. Dần dần, khí tức linh sâm và Ninh Vô Hối như là một thể, biểu lộ nó dần dần đờ đẫn. Bí thuật trong sách cổ nói không sai, mượn nhờ huyết sâm, có thể dùng để luyện chế loại tồn tại như nguyên anh thứ hai. Huyết sâm này với một thân khí huyết, kỳ hương ngào ngạt, một khi thành thục sẽ như vật sống, có thể sinh trưởng hoạt động quanh địa chu,
xuất quỷ nhập thần, bắt lấy nó thật không dễ. May mắn nó sinh ở thiên hỏa vực, hỏa linh khí tỏa ra kỳ hương, huyết khí dung hợp xích hồng hỏa khí, màu sắc quái dị. Được vị tiền bối Thiên Đạo Tông kia nhận ra là loại hỏa linh khác, nếu không đã bị người hái đi sớm rồi. Còn phải đa tạ vị tiền bối kia, ghi chép lại việc này kỹ như vậy. Ninh Vô Hối tiêu hao rất nhiều, thần sắc cũng rất vui vẻ, bàn tay phất một cái lên đỉnh đầu. Huyết sâm hóa thành một đạo huyết quang, xông vào thể nội gã. Thu hồi tất cả vật phẩm, Ninh Vô Hối chui ra mặt đất, bay về hướng Bách Bảo Các. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1580, Vu Trận. Thiên Tháp, một nhóm vu tộc xuyên qua cấm chế sơn cốc, tìm tới thạch điện. Trong thạch điện là một mảnh đen kịt, sau khi đi vào, bọn họ phát hiện nơi này không tồn tại cấm chế nguy hiểm như bên ngoài. Nhưng cũng không dám không kiêng nể thả ra thần thức, chỉ có thể kiên nhẫn điều tra. Phương lão ma vẫn như cũ đi trước dò đường. Không gian nơi này lớn hơn so với tưởng tượng, đại vu trúc thấy tựa hồ không có gì khác thường, mệnh lệnh đám người bảo trì cảnh giác, sau đó hơi phân tán ra. Phía trước có thi hải, phương lão ma đột nhiên truyền âm. Thần sắc đám người siết chặt, nhao nhao nhích lại gần, rơi xuống phía sau phương lão ma. Thần thức đảo qua phía trước, quả nhiên phát hiện, trên mặt đất phía trước nằm ngổn ngang lộn xộn từng cỗ thi cốt. Những thi thể này không biết cất ở đây bao lâu, chỉ còn bạch cốt âm u. Phương lão ma đánh ra một đạo kình phong, rơi xuống trên một đám xương trắng, bạch cốt lập tức hóa thành bột phấn, đã triệt để mục nát. Vẻ mặt đại vu trúc nghiêm túc, đảo mắt một hồi nói, các vị đạo hữu cẩn thận. Phương lão ma hơi dừng lại, sau đó bay tới đằng trước, đám người nhao nhao tế ra pháp bảo hộ thân, theo sát phía sau. Đạo hữu cảm thấy, loại phế địa này, tỷ lệ có di bảo vu tộc lớn bao nhiêu? Phương lão ma âm thầm trao đổi với đại vu trúc, giọng nói có chút bất mãn. Thạch điện mang cho cả bọn cảm giác trống trải và cô quạnh. Ngoại trừ khắp thi hải trên đất, không có vật gì khác nữa. Thậm chí, ngay cả vết tích cấm chế hoặc là linh trận tồn tại cũng không thấy. Đại vu trúc trấn an nói, phương đạo hữu an tâm chớ vội, bản đá kia rõ ràng thuộc về bảo vật vu tộc, thần văn thôi động bản đá. Có thể mở ra thạch điện, còn chưa đủ chứng minh nơi này liên quan với vu tộc chúng ta không ít sao? Tòa thạch điện này có thể là tiên tổ vu tộc chúng ta tự tay kiến tạo, lại tọa lạc trong bí cảnh thượng cổ tông môn nhân tộc, khẳng định là có nguyên nhân. Hy vọng đạo hữu phán đoán không sai. Phương lão ma nhàn nhạt nói một câu, không nhiều lời nữa, đột nhiên tăng thêm tốc độ, cực tốc lao về phía trước. Bay một hồi, phương lão ma bỗng nhiên dừng lại. Đại vu trúc đuổi tới sau, nhìn thấy vật phía trước, trong mắt dần hiện ra một vòng dị sắc. Ngay phía trước bọn họ, lại đứng sừng sững một cột đá cự đại, cột đá mang theo khí tức tang thương, mặt ngoài điêu khắc hoa văn nhỏ phức tạp, cơ hồ che kín toàn bộ cột đá. Thần thức đảo qua trụ đá, cảm giác không được mảy may ba động, trên trụ đá không có cấm chế phong ấn, cũng không phải pháp bảo. Nhưng trong mắt đại vu trúc lại lộ ra vẻ kích động, lách mình lướt đến gần cột đá, đưa ra ngón tay nhẹ nhàng chạm đường vân trên trụ đá, luôn miệng nói. Những đường vân này thần vận và thần văn không sai biệt, nếu như ta không đoán sai, hẳn là bên trong ghi chép một loại trận pháp đặc hữu của vu tộc chúng ta. Nơi này khẳng định không chỉ có một cây cột đá này, các vị đạo hữu. Lời còn chưa dứt, đám người đã ngầm hiểu, phân tán ra tìm kiếm cột đá. Rất nhanh, tất cả cột đá trong thạch điện đã được tìm ra, tổng cộng có 8 cái, vừa lúc phân ra bát phương, trận thế rộng rãi. Bọn họ cẩn thận ghi lại hoa văn trên mỗi trụ đá, tập hợp cùng một chỗ, tiến hành phân tích. Nhưng vu tộc truyền thừa lại không còn nhiều, bọn hắn ngay cả gia lông trận pháp này cũng không hiểu, nghiên cứu đã lâu cũng không có đầu mối gì, đành phải tự mình động thủ, thử kích phát lực lượng cột đá. Nhưng cho dù vận dụng thần văn lực, cột đá cũng không phản ứng chút nào. Đại vu trúc nhíu chặt đại mi, không ngờ gặp loại tình huống này,
có chút thúc thủ vô sách. Đúng lúc này, Phương lão ma bay quanh cột đá một vòng, dường như phát hiện cái gì, nói: "Những cột đá này có thể bởi vì tuế nguyệt ma diệt đã đánh mất uy năng không? Cấm chế bên ngoài thạch điện vẫn còn như cũ, cột đá giấu trong thạch điện, không người tiếp xúc, sao lại sớm bị hủy hoại?" Một trưởng lão vu tộc hoài nghi nói: "Vậy phải xem tác dụng tỏa trận pháp này là gì. Cấm chế phía ngoài, ngay lúc đầu khả năng không chỉ có một ít uy lực. Như vậy, khẳng định cũng vì bị thời gian cọ rửa, uy năng đại giảm, mượn nhờ hai cây phong cực đinh là có thể thông qua." Đại Vu Trúc mới vừa nói, hoài nghi tỏa trận pháp này có liên quan với phong ấn. Nếu bên trong yêu ma không chết, một mực công kích phong ấn, cuối cùng phá mất trận pháp này, cũng không phải là không thể. Phương lão ma thản nhiên nói: "Yêu ma đã phá vỡ phong ấn." Đám người nghe vậy giật mình. Thần sắc Đại Vu Trúc không thay đổi, nói: "Các vị đạo hữu không cần phải lo lắng, có tư cách bị nhân vu hai tộc hợp lực phong cấm ở chỗ này, có thể nghĩ lúc trước là tồn tại dạng gì. Cột đá thật lâu trước đó đã đánh mất uy năng, nếu yêu ma còn sống phá phong ra, Thương Lãng Hải đã sớm sinh linh đổ thán. Các ngươi nhìn những thi hài này, có hình thái rất quái dị, khả năng chính là yêu ma bị phong ấn ở đây, trước lúc phong ấn tiêu tán đã hóa thành bạch cốt." Nói xong, Đại Vu Trúc đột nhiên thôi động thân pháp, bay tới trung tâm đại trận, phất tay quét đi bạch cốt, lộ ra mặt đất bằng phẳng. Thần thức Đại Vu Trúc đảo qua, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tiếp đó ngón tay kết ấn, chậm chậm nhấn xuống dưới một cái. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, một đầu thềm đá thông xuống dưới thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía dưới còn có một tầng. Đám người vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là phía dưới nếu phong ấn yêu ma thế tất mạnh hơn, vạn nhất vô ý phóng xuất mấy con, bọn họ sẽ gặp họa. Vui chính là tầng dưới phong ấn nói không chừng vẫn còn, nhờ vào đó tra tìm đại đạo vu tộc. Phía dưới nếu còn có phong ấn tương tự, các người nhất định phải nhớ kỹ, có trợ giúp lĩnh hội thần văn đại đạo, cho dù không tìm được di bảo tiên tổ, chuyến đi này cũng không tệ. Đại Vu Trúc căn dặn, Phương lão ma vẫn đi đầu xuống dưới dò đường. Tầng thứ hai phạm vi không lớn so với tầng một. Bọn họ rất nhanh tìm tới đạo phong ấn thứ hai, khác với cột đá tầng thứ nhất, nhưng tương tự xuất từ tay tiên tổ vu tộc. Dùng biện pháp tương tự, lại tìm ra cửa vào tầng thứ ba. Đám người càng thêm cẩn thận, Phương lão ma không biết sử dụng bí thuật gì, thân ảnh như ẩn như hiện, như là hư ảo. Nhận được Phương lão ma đưa tin, đám người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tầng thứ ba, cảnh tượng bên trong làm cho người kinh ngạc. Tầng thứ ba phạm vi nhỏ nhất, phương viên bất quá hơn 10 trượng, giữa thạch điện có một bệ đá hình tròn, quanh bệ đá đứng sừng sững 8 cây cột đá, nhưng không cao lớn bằng cột đá tầng thứ nhất. Bất quá, những hoa văn trên trụ đá này tinh mỹ vượt xa tầng thứ nhất, huyền ảo đến cực điểm. Trên đài cao không có vật gì, không có thi cốt, không giống bọn họ tưởng tượng là phong ấn một đầu đại yêu ma. Phương lão ma lúc này lơ lửng cạnh đài cao, nhìn chăm chú một cây cột đá trong đó, nói ra một tin tức kinh người, tỏa trận pháp này còn có uy năng sót lại. Đại Vu Trúc nghe vậy vui mừng, lách mình đến gần đài cao, cẩn thận quan sát trong chốc lát, sau đó bắt đầu chuyên tâm lĩnh hội trận pháp. Tầng thứ ba phạm vi không lớn, đám người còn lại rất nhanh tìm tòi một hồi, xác nhận không có yêu ma ẩn thân ở chỗ này, cũng nhao nhao tiến lên, quan sát cột đá. Trong lúc nhất thời, trong thạch điện hoàn toàn yên tĩnh, xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chăm chăm cột đá, nhìn như thường thường không có gì lạ, phảng phất là dị bảo gì đó. Nhưng đến cuối cùng, bao gồm cả Phương lão ma, cũng dần dần thu hồi ánh mắt, âm thầm lắc đầu. Duy chỉ có Đại Vu Trúc như có điều suy nghĩ. Các bạn vừa nghe xong tập 158 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.